Listening from every corner of this planet. No knowledge has been dispersed so beautifully, so balanced across the planet, this planet ever, maybe in the universe. You have the full potential of achieving everything in the universe. There is no need and there is no reason for man not to achieve. So, wherever you are, the way I taught you to make the coils double fold inside, you have continuous equal gravitational magnetic field, and if you put CO2 on it, and you put zinc on it, you have connected the emotion of the man to it on a stable condition, and you'll find out you become a very peaceful man. Here, instead of having galaxies and universes and creating collection magnetically, we have used the matter state gravitational magnetic field strength to dominate and dictate the shape of the plasma. The nano technology, the nanomaterial which you have collectively developed in different ways by caustic, by electric currents, by whatever, fire or whatever, has that advantage that the matter, the nano and the plasma is all the same. So connection is very solid, it's very strong. The power of the plasma technology, the way we have thought, is beyond imagination of the man. Now we can create and control the plasma, which is the mother of the creation of the universe. We are given the seed of the essence of the creation. The foundation does not belong to no one and is not made of one anymore. You are developing it, you are structuring it, and from today, we will be still the same. We'll still develop the technology in different names, in different colors, in different nationalities which do not exist. It is beautiful when we see the Christians, the Muslims, the Jews, and every other belief are working together to build up systems. We have already become one faith. We already have become one nation, and we already become one planet. You got to remember one thing. Dates is irrelevant. Today is the last day of the Christian calendar, or tomorrow is the beginning of another. One day is connected to another. We don't stop. We are working round the clock. The Keshe Foundation team is working irrespective of time, position, religion, country. And now we achieve what we set out for. The Keshe Foundation is extending an invitation to medical doctors of any practice and speciality to apply to the Foundation's private weekly medical teaching workshop.
This includes medical doctors, dentists, and veterinarians. Scientists at the Keshe Foundation developed different types of plasma therapies and cures that utilize advanced non-invasive plasma technology. The weekly private medical teaching workshop educates doctors to the plasma science behind the therapies, along with the functionality and operation of revolutionary plasma medical devices. The goal of the private teachings is to add plasma health knowledge to the profound knowledge of medical doctors. The weekly class is broadcast live over the internet through a secure private channel every Wednesday from 2 to 5 p.m. Central European Time. Presently, the class is only offered in English. However, you are free to bring a translator to the class. If you can't participate in the live broadcast, you can watch them later at your convenience through a private internet portal. Every patient's case that is discussed in the workshop will be kept anonymous and private. This includes cataloged findings and data gained from the analysis of a patient's health issues. Any medical doctor in the world who wants to participate can do so by sending an email to doctors@spaceshipinstitute.org. In your email, please state your willingness to participate in the medical teaching workshop. If you're planning on bringing a translator to the workshop, please state this in your email as well. After we receive your email, we will contact you with the instructions on how to apply to the workshop. As a part of the application process, applicants who apply, including any translators brought into the workshop, will be required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. All applicants will be required to provide proof of their education and ability to practice medicine, and will also be required to pass an extensive security background check before they are granted access to the teaching workshop. Healthful plasma technology is here, now, the use of which is increasing exponentially on a day-to-day basis on every continent. We encourage you to come and learn about this revolutionary technology. Apply today. The Keshe Foundation is extending an invitation to experienced farmers, agricultural specialists, and researchers to apply to the Foundation's private weekly agriculture teaching workshops. If you fall into one of these categories and are interested in plasma technology integration into agriculture, you're invited to apply. Scientists and agricultural practitioners of the Keshe Foundation continually develop and apply new methods of food and fiber production, soil fertility management, plant and livestock health management, and increased farm productivity using the most advanced plasma technology that is taught at the Keshe Foundation Spaceship Institute. In the teaching workshop, you'll learn the science of plasma technology and its applications in the field of agriculture for enhanced and equitable global food production while minimizing costs and external inputs. Practicing farmers and Keshe Foundation scientists will demonstrate their application of plasma technology in agriculture and the ensuing results of such applications, thus deepening and enriching learning for all participants in the private teachings. Participants are encouraged to demonstrate their farming practices in the teaching workshop. The private teachings are broadcast in English live over the internet through a secure private channel every Wednesday at 10 a.m. to 1 p.m. Central European Time. If necessary, you may bring a translator to the workshop. All applications are required to provide proof of their education and professional qualifications, must pass a security background check, and are required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. Translators that attend must also pass a security check and sign the World Peace Treaty.
For details on how to join the private teachings in agriculture, send an email to agriculture@kfssi.org stating that you'd like to participate. Include in the email your education and agricultural experience and reasons for your interest in plasma technology. Applicants will be contacted with further instructions and details on the application process. Hello, chào anh Quang, xin chào mọi người đã đến với buổi giảng, buổi hội thảo công cộng lần thứ 7. Anh Quang ở bên đó không nghe được tiếng anh Quang, anh Quang có anh miếu chưa vậy? Welcome everyone for the 7th public teaching in Vietnamese. Xin chào đón tất cả các anh chị đã tới buổi hội thảo công cộng bằng tiếng Việt. Bữa nay là ngày 26 tây tháng 11. Giờ Việt Nam là 2 giờ, còn giờ Cali là 11 giờ khuya thứ sáu. Còn ở Ý thì là 8 giờ sáng. Xin chào tất cả. Và nguyên vọng của bữa nay là cái một buổi rất là đã chuẩn bị hết rồi, và chúng tôi sẽ bắt đầu trình bày với tất cả để hiểu rõ thêm nữa một khía cạnh nữa của plasma technology cho test dạy cho chúng ta suốt mấy năm vừa rồi. Ok, bắt đầu thông báo ha. Thông báo là chúng tôi có một cái lớp hội thảo về bằng tiếng Việt thì có bây giờ đây là hội thảo công cộng. Còn nữa là khóa học viên. Cái khóa học viên thì có ba lớp. Một lớp đó là kêu là tổng quát, plasma tổng quát cho trẻ em và cho người lớn nữa. Nếu mà phụ huynh nào mà có đã đăng ký để học riêng á thì con em có thể học chung luôn. Đó là buổi thứ bảy ở bên Ý vào 1 giờ sáng. Thì nếu mà phụ huynh nào mà đã đóng tiền và đăng ký và đã đóng tiền donation đó thì con em có thể vô đó mà học chung với cha mẹ buổi thứ bảy. Đó là dành riêng cho trẻ em, người lớn có thể tham gia được. Và cái thứ hai nữa là y khoa, cái này phải đòi hỏi là có bằng y khoa. Rồi cái thứ ba nữa là phải là về nông nghiệp, có ai có nông sản thì nên học CAS. Thường hai lớp y khoa với nông nghiệp là buổi thứ tư. Còn cái gì nữa không chị, còn thông báo nữa gì? Chị Trâm, lớp học riêng cho người lớn đó, hiện giờ anh Quang có biết có bao nhiêu ngôn ngữ không? Hiện bây giờ xin nói thêm nữa, hiện bây giờ là được 6 ngôn ngữ rồi chị. Đó là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Polish, Ba Lan. Như là tiếng Ba Lan hả? Ba Lan rồi tiếng như là có tiếng Pháp, French, tiếng Norwegian, tiếng Norway, tương lai sẽ có buổi học riêng cho bằng tiếng Việt. Chúng tôi đang nghĩ tới là thứ Nhật,
11 tây tháng 12 là chúng tôi bắt đầu. Mà hiện bây giờ chúng tôi đang suy nghĩ là nên giờ giấc là 9 giờ sáng thứ nhật. Tại vì đó là 9 giờ sáng ở Việt Nam anh Nguyên. Dạ, 9 giờ sáng ở Việt Nam á chị. Còn ở tối thì là 6 giờ ở Cali, 9 giờ ở New York. Còn Italy thì không biết để tìm ra còn mấy giờ. Nhưng mà bằng cuối năm nay, bắt đầu vô tháng 12 này, thì là The Cash Foundation đó sẽ dạy riêng đó là khoảng 16 cái tiếng. Rồi công cộng cũng hơn 16. Hiện bây giờ là 16 rồi. Nhưng mà hiện bây giờ đang tìm ba ngôn ngữ nữa, đó là tiếng Arabic, tiếng Arab, rồi tiếng Parsi, rồi tiếng Portuguese, tiếng Bồ Đào Nha. Farsi là một ngôn ngữ của nước Trung Đông đúng không? Nước Iran. Nước Iran. Yeah. Thì chúng tôi rất là vui mừng khi kỷ nghị Cash đã tung ra tất cả là dưới hai khoảng 10, tương lai sẽ có khoảng 19 nước, 19 ngôn ngữ, mà bây giờ được 16 rồi. Còn lớp riêng đó thì sẽ được 16 trong vòng tháng 12 này, cuối năm nay. Mà tiếng Việt của chúng ta sẽ được khoảng 2 tuần nữa sẽ bắt đầu bằng tiếng Nhật. Chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi nhóm họp đó. Buổi nhóm họp đó là chuyên môn dịch lại những tài liệu của thầy Cash dạy hồi tháng 5 2015. Chúng tôi sẽ hiện bây giờ đang làm subtitle đó trong tiếng Anh đó, làm phụ đề tiếng Anh. Dạ, làm phụ đề tiếng Anh trước rồi sau rồi đó mới từ cái phụ đề đó bằng tiếng Anh rồi chúng tôi mới dịch qua bằng tiếng Việt hay là tiếng Tàu, tiếng Trung Hoa hay là tiếng Pháp hay tiếng Đức, Đồ Bồ Nha. Thì chúng tôi đang có một cái niềm vui vẻ và để phục vụ cho cộng đồng nói nhiều tiếng. Okay. Nãy nghe anh Quay nói rằng cái lớp mà học riêng đó sẽ là học và dịch lại những cái video của thầy Cash á. Những video đó là những video nào? Có phải là những video mà mình nghe công cộng vào buổi thứ năm không Quay, hay là video nào khác? Khác nữa chị. Cái này là chuyên môn của thầy Cash dạy cho những người học riêng. Đó là như là mấy lớp mà đã đi trước đó chị, một năm về trước họ đã đi trước, như là anh Armin hay là chị Sandy hay là rồi đó là năm tháng 5 2015 đó mà bắt đầu là ngày thứ ngày 4 tây đó thì mới bắt đầu tôi chúng tôi đang làm cái sách thay đồ đó bằng tiếng Anh rồi. Từ tiếng Anh ra mấy anh chị mới là dịch ra tất cả những cái thứ tiếng khác tùy theo từng ngôn ngữ, tùy theo mình là ngôn ngữ nào mình vô lớp đó thì sẽ được nghe từ tiếng Anh dịch qua tiếng của ngôn ngữ đó. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi thảo luận cái cách mà thầy Cash dạy. Hiện bây giờ đã cái sách thay đồ nó gần xong rồi. Nhưng mà chưa có hoàn hảo mấy. Tôi muốn hoàn hảo thật sự rồi xong rồi mới tung ra. Nhưng mà đầu tháng 12 là chắc chắn là có. Cái thấy trên cái slide này trên màn hình nói rằng là Cash Foundation thì không có
tiền học phí, nhưng mà cái họ họ yêu cầu là có số tiền quyên tặng tối thiểu là 100 euro. Cái này là cho một khóa là dạy kéo dài bao nhiêu vậy anh quen với cái số tiền mà quyên tặng đó? Cái này là một năm trời trời một năm thì có 3 khóa, mỗi mỗi khóa là 3 tháng, từ Ba học, ba học kỳ ha. ba học kỳ đó, 3 semesters, mà mỗi semester là 4 tháng, 4 4 lần 32 thì 12 tháng như vậy. Anh quên cho biết là cái cách thức học, như là mình đây cũng là học sinh ở trong đó rồi, thì cách thức học nó có giống như là cái kiểu học ở ngoài đời, ở các trường ngoài đời hay các trường đại học, có phải làm bài tập homework hay là phải căng thẳng stress gì không? Không 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 có homework, không có làm bài tập nhiều, nhưng mà khi mà học rồi cái tự nhiên mình muốn làm, như là mình học nhiều quá như Gantt hay là McGraw thì bắt đầu mình nhúng tay vào mình làm. Còn còn học á, thì bằng tiếng Anh, khi mà đóng tiền như vậy học bằng tiếng Việt đó thì một tuần có một lần, nhưng mà tiếng Anh đó thì từ thứ hai tới thứ 6 mỗi ngày đó, như vậy đó là 6 tiếng, một lớp là 3 tiếng, 3 tiếng đầu là từ 10 giờ tới 1 giờ, rồi từ 2 giờ nghỉ nghỉ 1 tiếng, rồi từ 2 giờ tới 5 giờ chiều, giờ của Ý, từ từ thứ hai tới thứ 6, rồi xong rồi rồi thứ bảy đó thì có lớp của người của em trẻ. Rồi xong rồi đó thì mỗi tuần thì có tiếng Việt mình bằng bằng tiếng Việt, bắt đầu tiếng Việt ngày 11 tây tháng 12 2016. Wow, học lớp học này là như là mỗi ngày mà đến 6 tiếng đồng hồ, 2 buổi, buổi sáng buổi chiều theo giờ của Ý. Nếu mà quý vị nào mà không có thể thức khuya được, cái đó là cho lớp tiếng Anh, mà hoặc là có bận việc việc gì không có thể tham gia được trong lớp, thì họ có cái website mà chỉ riêng dành riêng học sinh vào đó thôi, có thể coi lại những cái bài giảng của ngày hôm trước, là nghe coi lại thầy và giáo của ngày hôm trước. Nhưng mà khi mà đi học như vậy đó, có được thầy khác giảng từ đầu đến cuối không, quen hay là có nhiều thầy giáo khác nhau giảng? Dạ, thì chỉ có mình thầy Cash dạy lúc lúc đó thôi, đó là 2015 đó, chỉ có một mình thầy Cash thôi. Rồi mình sẽ nghe lại những cái đoạn mà thầy Cash nói, rồi xong rồi ai mà dạy đó bằng tiếng Việt hay là tiếng Đức hay là đấy, cắt nghĩa thêm nếu mà trình độ của họ về Pháp mà rồi những người học chung có góp ý vô nữa thì nó đem lại cái sự cởi mở với cái sự khuyến khích lẫn nhau để học thêm lẫn nhau trong việc phát hành cái công nghiệp plasma. Tức là cái đa số tinh thần học của viện Cass là bất cứ mọi người biết cái gì đều có thể dạy cho nhau cả, chứ không có phải có một cái một thầy giáo riêng mà dạy suốt buổi từ đầu đến cuối, là mọi người cái sự tham gia với sự bàn thảo của họ rất là nhiều. Cái mục đích của thầy Cash là học rồi dạy, rồi hiện bây giờ là Cash Foundation về về education side đó, về bên Giáo dục. giáo dục đó. Thì khi mà bấm vô cái video của thầy Cash dạy tháng 5 năm 2015 á, thì bằng tiếng Anh, nhưng mà vô lúc đó sẽ dịch ra từ 16 thứ tiếng, tất cả các thứ tiếng hết, thì nhân loại có thể nghe một lượt. Đó là cái mục đích chính mà
cái educational side, cái foundation là cái mục đích của họ, có mục đích là như vậy. Vậy. Ok. Rồi còn cái gì nữa không chị, hay là mình thêm nữa là chúng tôi có cái blog góp ý vào, người góp ý vô đó ý kiến và mở cái blog này, cash blog. Rồi cái nữa là trong Facebook thì có KF Việt Nam International, rất nhiều tài liệu hay mà nhiều người đã góp ý và thông dịch và bỏ những cái bài toán bằng tiếng Anh qua tiếng Việt. Rồi sau rồi là mấy cái video, như là mấy cái video mà đã thực hiện gan của anh Thịnh bỏ vô, hay là mấy anh người Mỹ hay là người Đức, chúng tôi lượm được trong website trên mạng, thì chúng tôi sẽ đem về cái gì mà hay là chúng tôi đưa lên trong cái KF Việt Nam International Facebook. Tương lai sẽ hy vọng một ngày nào đó sẽ có nhiều người nữa, chúng tôi sẽ dịch từ cái cashfoundation.org bằng tiếng Việt, bây giờ thì có tiếng Anh không, nhưng mà tương lai sẽ dịch cái đó, rồi mỗi người mà không hiểu được tiếng Anh thì vô đó sẽ dịch, sẽ bấm vô đó sẽ nó có tiếng Việt nữa. Cái đó là cái project hơi lâu, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng làm được lúc nào hay. Yeah, với lại thêm một cái thông báo mới là cái blog đó có một bài dịch rất là giá trị. Những học viên đã học công nghệ CAS cũng một thời gian lâu rồi thì ai cũng biết đến cái mặt graph hết. Và mặt graph hồi xưa thầy CAS mới dạy ra thì là một công nghệ rất là mới, cho nên học nói khó cũng không phải khó, mà nói dễ cũng không phải dễ. Bởi vì nó có nhiều cái chi tiết kỹ thuật trong đó, đa số người ta là coi cái sơ đồ thiết kế, rồi hiểu được bao nhiêu thì hiểu, cho dù đa số không phải là có chuyên môn về ngành điện tử hay vật lý, nhưng mà họ bắt chước rồi họ cứ góp chút chỗ này, chút chỗ kia ở trên Facebook để mà họ mò mẫm, họ làm cho ra được cái mặt graph. Thành ra công phu sưu tầm cũng là rất lớn với tốn nhiều thời gian. Nhưng mà may mắn gần đây đó, bạn Trương Công Đức đó đã phát hiện ra được có người đã gom lại tất cả những cái căn bản, những cái cần thiết, cần căn bản mà cần biết, rất là phải có đó, rất là căn bản để mà có thể hiểu được tại sao mà mình làm ra cái mặt graph, và gì có những cái nguyên tắc gì nằm đằng sau, điều gì cần hiểu mà để làm cho cái mặt graph mà nó có thể hoạt động được, có thể chạy được. Thì gom lại đây, Mary đã coi sơ qua đây á, thấy rất là hay, mà bằng tiếng Anh, rồi nhờ bạn Trương Công Đức trong blog này đó để dịch qua tiếng Việt. Nó gồm có hai phần, nó ở dạng slide là nhờ tập hợp những cái hình đó, rồi mình lật ra từng tờ giống như mình xem hình vậy, gom lại một chỗ, dịch cũng công phu lắm. Cái slide thứ nhất là gồm có 44 cái slide, là cái phần lý thuyết về plasma rất là cơ bản, mà người nào mà may mắn mà chưa có tốn nhiều thời gian học công nghệ CAS mà vừa nhảy vô mà coi được cái slide này á, là may mắn hơn những người đi trước, tại những người đi trước họ phải sưu tập, họ mò mẫm lâu lắm, nhiều lắm. Rồi cái đó là cái phần lý thuyết, rồi khi hiểu được phần lý thuyết khá vững rồi đó thì mới bắt đầu qua phần thực hành xây dựng, tức là làm cái mặt graph. Graph này là một cái thiết bị tạo ra năng lượng dùng từ trường và trọng trường để mà phát ra cái năng lượng và tiết kiệm được điện. Sẵn đây Mary có thể là đi sơ sơ qua mấy cái slide này
Và bạn nào mà háo hức muốn làm gấp để có xem kết quả được liền, là làm cái này là tương đối là cái khó hơn so sánh với những cái như làm gan hay là mấy cái miếng tẩm, mấy cái health patch, siêu tu hay là làm cái viết giảm đau. Nhưng mà hai cái slide này đó dịch ra sẽ làm cho những người mà nghiên cứu á, được dễ hơn nhiều, bớt tốn thì giờ hơn nhiều. Mary xin đọc sơ sơ qua xây dựng thiết bản năng lượng mặt graph thế hệ 1 biên soạn bởi anh Michael Foyce. Nghe cái chỗ cái trang transformacom.com. Ok, cái website này rất là hay đó chị ơi. Nó có nhiều tài liệu hay lắm á. Tất cả những cái knowledge seek workshop á đều nằm ở trong đó hết, và nó có những cái tóm tắt, kêu là summary á, có nhiều khi họ để đợi đó mình vô đó mình coi, rất là cần. Cảm ơn chị Mary đã cho biết cái website này, cái transform. Vâng, dạ. Cảm ơn Quê, cảm ơn bạn Trương Công Đức đã lượm được cái tài liệu rất là hữu ích này. Cái website đó anh Quê mới vừa nói đó là gồm những người tình nguyện, những người mà tìm kiếm kiến thức về công nghệ CAST đó, họ góp công, họ rảnh được chút thời gian đó, họ lên đó họ mới làm tổng kết, họ làm như là tóm tắt lại những cái điểm từng khúc đó, của mấy cái video mà thầy CAST giảng công cộng, kêu là Knowledge Seeker Workshop đó, để thành từng mục, từng khúc, giai đoạn thời điểm từ phút nào đến phút nào là nói về cái gì. Tại vì thì mỗi lần thầy CAST giảng á, rất là rộng, đủ chủ đề hết, cũng liên quan đến plasma mà đủ chủ đề. Nhiều khi mình muốn tìm một cái liên quan, ví dụ về mặt graph mà có đến mấy trăm cái video là tìm cũng rất là khó, mất nhiều thời gian. Nhưng mà nhờ cái những cái tổng kết nhỏ nhỏ từng khúc nói về gì đó cho từng video, mình vào đó mình có thể tìm được. Nếu các bạn quen thuộc với lại mà xài vi tính á, thì mình bấm cái trên bàn phím cái chữ control với lại cái chữ F á, rồi nó có khung, mình sẽ bấm vô, ví dụ là làm siêu tu thì bấm vô siêu tu thì sao nó nhảy đến nguyên cái trang đó, nó nhảy đến cái từng cái video, rồi cho biết nói về gan nó nằm ở cái phút nào, từ phút nào đó video. Và bạn nào mà có thời giờ muốn góp công mà làm những cái kêu là index á, những cái mục lục như vậy đó, thì giúp ích được rất nhiều cho những học sinh khác để họ dễ tìm tài liệu. Rồi, cái phiên bản 1 này đang nói về xem mặt graph thì nó ra là ngày 15 tháng 8 2016. À, cái này liên nó gỡ, cái này phải là thời gian mà cái sự kiện đi Washington DC phải không Quen? Khoảng thời gian đó phải không? Dạ, yeah, đúng rồi chị. Yeah. Rồi để Mary, cái này thế hệ version, thế hệ 1 ha, để là sơ qua. Đây là cái lời cảnh báo là các thông tin trình bày ở đây được biên soạn từ các thông tin sau. Hiệu quả của các thiết bị được chứng minh và trình bày bởi tổ chức CAST vẫn chưa hoàn toàn được chứng minh và xác nhận bởi công chúng. Giá trị pháp lý của các khái niệm và lời giải thích trình bày hôm nay vẫn còn cần được xác nhận. Thông tin vẫn đang được thay đổi liên tục vì những phát triển mới tiếp tục ra đời. Thông tin ở đây được cập nhật vào tháng 5 năm 2016. Chúng tôi không bảo đảm bất cứ điều gì, sử dụng sự sáng suốt và khả năng đánh giá riêng của bạn trong việc đánh giá các thông tin này. Bởi vì công nghệ này là mới cho nên nó liên tục phát triển và liên tục cải tiến. Và khi mà họ làm thí nghiệm thì khám phá ra có cái hiệu quả ít, hiệu quả nhiều, hoặc là có cái nào không hiệu quả, và họ gom lại, họ tiếp tục phát minh. Cho nên kết quả đó là vẫn thay đổi và mỗi ngày, mỗi được cải thiện hơn. Okay. Công nghệ mặt graph, MT-CAST, khái niệm cơ bản lý thuyết. Các khái niệm cơ bản lý thuyết hiểu những lời dạy của
MTCAS là không dễ dàng vì cách ông nhìn plasma và vật chất hoàn toàn khác với những gì được trình bày bởi khoa học thông thường. Do đó sẽ mất vài phút để trình bày một cái nhìn tổng quát, một cái nhìn tổng quan mức độ cao của các nguyên tắc chính và các thuật ngữ được sử dụng bởi MTCAS. Hình này rất là căn bản. Vậy nói là các trạng thái của vật chất, cách nhìn truyền thống là mình biết là có thể rắn, thể lỏng, khí và plasma 1, 2, 3, 4. Từ năng lượng, phân tử bị kích thích, rến hạt, điện tử tự do và các ion. Trong trạng thái rắn, các nguyên tử hay các phân tử rất gần với nhau và không thể di chuyển tự do. Chúng chỉ có thể rung động. Trong trạng thái lỏng thì khoảng cách của chúng lớn hơn và có tính chuyển động hơn. Trong trạng thái khí có tính chuyển động gần như tự do vì các lực giữa các phân tử rất nhỏ. Với plasma, các nguyên tử và phân tử ở trạng thái tách rời vì không còn có sự gắn kết giữa các thành phần cấu tạo của nó. Plasma có tính dẫn điện, làm sản sinh ra các từ trường và các dòng điện và phản ứng mạnh mẽ với các lực điện từ. Theo ông Cash, plasma thì không phải là trạng thái thứ tư của vật chất. Thay vào đó, vật chất là cấu trúc, plasma là cơ cấu. Không phải tại trạng thái thứ tư. Thông thường, nhiệt được sử dụng để có được một sự chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Như nước đá phải có nhiệt nữa, nó mới tan ra thành nước. Nước có nhiệt nữa, nhiệt độ nóng mới thành hơi nước có nhiệt độ nó thành plasma. Điểm này hay. Plasma cũng tồn tại ở những nhiệt độ thấp hơn plasma phi nhiệt. Thành ra cái điểm này có thể là lý do không phải trạng thái thứ tư, tại vì ba trạng thái kia đều cần phải có nhiệt nó mới thay đổi cái trạng thái nó được. Nhưng mà plasma hơi khác, là plasma cũng tồn tại ở nhiệt độ thấp hơn nữa, là nó không bị phụ thuộc vào nhiệt độ nóng hay lạnh. Một trong những mục tiêu của chúng ta là để đạt được năng lượng vô hạn có ích trong vũ trụ. Nó được tìm thấy trong dạng plasma. Nhưng trước khi có thể khai thác nó, chúng ta cần phải biết làm sao, làm thế nào để thu hút nó hướng tới một trạng thái vật chất. Điều này thường là không thể làm trực tiếp. Có người nói nôm na cũng giống như là một cái dụng cụ, một cái thiết bị nào như cái bẫy, để bẫy cái năng lượng thu hút vào trong đó. Trường McGrath. McGrath là tiếng Anh, McGrath là ghép hai cái từ magnetic với gravitational fields, là các trường từ tính, từ trường cộng với trường trọng lực, có người cũng kêu là trường hấp dẫn. Hai lực này đang xen chặt chẽ để mà một bên không tồn tại mà không có bên kia. Trường McGrath này hiện diện trong tất cả các quy mô. Bạn tìm thấy nó như là một phần của các hạt bao gồm các nguyên tử cho tới quy mô của một ngôi sao. Trường trọng lực luôn luôn mạnh hơn so với từ trường. Có vài trường hợp ngoại lệ. Trường McGrath. McGrath tức là trường tự tính và trường trọng tính. McGrath, Magnetical Gravitational. Từ vật chất mà nó chuyển thể qua thành những cái hạt nano. Nano là những vật chất cực nhỏ. Rồi nano mà nó bung ra hết, cũng giống như là rang bắp vậy, bung ra hết mà nó không còn gắn kết với nhau, nó lỏng hết trơn rồi, thì nó ra cái trạng thái này, trạng thái plasma. Dưới đây nói là nhớ lại phần trước, các hạt nano và gans cho phép sự chuyển đổi từ vật chất thành plasma theo một hướng và từ plasma thành vật chất theo một hướng khác. Trường McGrath.
Các hạt nano và gan cho phép sự chuyển đổi từ vật chất thành plasma theo một hướng và từ plasma thành vật chất theo hướng khác. Sự tương tác giữa các dòng trọng lực và dòng từ tính tạo ra plasma. Plasma có thể được chuyển đổi thành năng lượng hoặc vật chất. Này, những ai mà đã có học qua vật lý sẽ hiểu rành hơn Mary vấn đề này. Thiết bị năng lượng mặt Graf cho gia đình thế hệ đầu tiên. Kết nối với mạng lưới điện tải. Có cái sơ đồ đây hả? Rồi chỉ đi sơ sơ qua thôi cho những người nào, quý vị nào, các bạn nào thú vị với lại điện tử với năng lượng có thể nghiên cứu thêm. Sử dụng điện có tốn tiền là on grid ha, công tơ điện. Dây sóng, dây trung hòa, ổn điện ha. Cái màu xanh này là cái McGrath, là McGrath Power. Thông tin mới được trình bày tại hội thảo những người tìm kiếm kiến thức số 91 vào ngày 10. Hình ảnh bị mất rồi. Trường Plasma. Cái này có rồi. Cái này là trong cái hội thảo người tìm kiếm kiến thức số 91. Thì lúc này thì là cái cấu trúc, cái cách nối là cái McGrath giữa hai cái fit cắm điện. Đây là công tơ điện. Tơ điện là đồng hồ điện. Lưới điện gia dụng là on grid nè. Sạc điện, lò sưởi, load, đèn. Wow. Yeah, 766 hả? Kết nối mạng lưới điện và sự điều phối. Cái kỹ thuật plasma này nó khác hơn với điện thường là cần phải có thời gian để cho nó thăng bằng, để cho nó như là phủ nano với hệ thống, nó sẽ xây đắp từ từ cái năng lượng, cái lực lượng điện ở trong cái thiết bị đó, rồi nó mới tăng dần dần lên, chứ không phải gắm vào cái là chạy được liền mấy cái watt hay mấy cái máy sưởi gì lớn. Có cái lượng tải mới đầu nhỏ rồi từ từ mới tăng lên, tải được thêm vào dần dần. Xem hướng dẫn lắp đặt thiết bị ban đầu được kết nối đến điểm xa nhất từ bản điện và dần dần được đưa lại gần hơn. Điều này dần dần điều phối tất cả các sợi dây trong nhà bằng cách phủ nano chúng. Này mình cũng là làm quen với tiếng Việt nữa anh quen. Tại vì đọc tiếng Anh quen rồi. Mấy cái từ tiếng Việt này thấy cũng thú vị, cũng hay. Đối với các bạn nào mà biết được tiếng Anh thì may mắn. Còn bây giờ người Việt mình bắt đầu cũng được may mắn hơn. Chút đỉnh là bắt đầu có một số tài liệu để đọc bằng tiếng Việt. Trước kia tìm những tài liệu tiếng Việt rất là hiếm anh quen. Dạ chị, đúng rồi. Nó hoạt động như thế nào? Ok. Các chỉ dẫn xây dựng thiết bị có thể xem trên trang sau blueprintcastodation.org. Các chỉ dẫn xây dựng thiết bị có thể xem trang sau. Ok. À, có mấy cái link này nữa ha. À, rất nhiều tài liệu để nghiên cứu. Đó là xong cái phần tóm tắt của phần 1.
chưa quen sử dụng cái này, không biết cái exit chat. À rồi, à, được rồi. Phần 2 đây. À, anh Quê có muốn đi vào từng slide phần 2 không hay là để kỳ tới? Để kỳ tới đi chị. Ok, để kỳ tới rồi mình sẽ trở lại mỗi tuần chút. Yeah. Yeah. Tại vì tài liệu đã có trên KF Vietnam International Facebook rồi. À, các bạn mới đó, các bạn mới mà chưa có biết cách thức hội thảo này thì những cái dàn bài mà trình bày ở trong hội thảo này nè, Mary có đưa lên ở trong Facebook Việt Nam, KF Việt Nam International đó. Lấy cái dàn bài đó ra thì quý vị có thể từ từ nghiên cứu sau. Ok, đây. Rồi, bắt đầu kế tiếp ha. Hội thảo này là nơi dành cho tất cả những ai muốn đem lợi ích của khoa học plasma và đời sống hàng ngày. Ai cũng có thể vào đây tham gia, chia sẻ và trao đổi với nhau. Các bạn có thể góp phần dịch thuật bài vở cho lớp hoặc yêu cầu hội thảo về bất cứ về vấn đề gì, tức là chủ đề nào, nói về muốn nói về đề tài nào cho mỗi cuộc hội thảo đó thì xin gửi tin nhắn đến cho Mary. Yeah, anh Nguyên có gì nữa không Nguyên? Kế tiếp ha. Okay. Khi nói tới công nghệ của thầy của plasma thì Mr. thầy Cash nói một sẽ tương lai thì Cash sẽ nói nhiều về cái linh hồn, cái soul. Tại vì khi mà phối hợp với hai cái công nghệ plasma với cái linh hồn của mình, nó sẽ gặp lại với nhau để nó phối hợp với nhau để nó có tác dụng. Mình sẽ nghe những cái clip video của thầy Cash dạy linh hồn là gì. Sau đây là video của hồi tuần rồi. Năm tuần rồi đó là 146 Knowledge Secret Workshop. Rồi sau này chút nữa mình sẽ nói tới 147 hồi thứ năm vừa qua đây, cách đây 2 ngày. Bây giờ mình sẽ vô trong cái 146 Yeah, Mary muốn nói thêm rằng là đối với riêng của Mary đó, học được khoảng một năm trời đó thì cái kỹ thuật plasma này nó có tính cách như là bảy phần kỹ thuật mà ba phần là về cái năng lượng của bản thể, năng lượng của linh hồn của mình hay là cái tâm linh của mình. Thành ra nói đến linh hồn thì người ta cứ nghĩ liên quan đến tôn giáo, nhưng mà không hẳn phải vậy, không hẳn là chỉ là một cái tin tưởng tín ngưỡng hay không, mà nó là một cái năng lượng thật sự trong vũ trụ. Mà năng lượng đó nó có liên quan đến cái vấn đề mà xây dựng mặt graph nữa, cho nó có hiệu quả nhiều hơn ít hơn cũng một phần là ảnh hưởng đến cái năng lượng này. Để chúng ta sẽ nghe coi thầy khách giảng về linh hồn là như thế nào. Tại vì trong thân thể của chúng ta là plasma mà. Chính cơ thể của chúng ta cũng là một dạng plasma, chứ không phải là chỉ là vật chất mà thôi. Ok. On this planet, we have detection systems. We call them sensors. We call them our five senses. The touch, the smell, the sight, the taste. Thì trên cơ thể của chúng ta có năm giác quan, đúng không? Nghe, thấy, ngửi, xúc giác, mắt, tai, mũi, họng. Nghe, thấy, ngửi, xúc giác,
ý thức. Suy nghĩ lại đó, thì cái đầu của mình đó, nó đã có bốn giác rồi. Cái miệng của mình là thị giác, còn cái lỗ tai là khứ giác, còn cái lỗ mũi thì khứu giác. Khứu giác, còn cái mắt thì mình... mắt là thị giác. Thị giác, giác. Rồi còn cái hai cái tay mình nữa là thính giác. À, trên đầu mình là có bốn giác quan rồi không? Yeah. Miệng là vị giác, mũi là khứu giác, mắt là thị giác, lỗ tai là thính giác. Yeah. Rồi cảm giác á, sờ qua làn da đó, cái đó kêu là xúc giác. À, cái đó là năm giác quan rồi. Năm giác quan. Nếu nói giác quan thứ sáu nữa là nói theo như là Phật giáo rồi. Là ý thức. Okay. Now you have to add another dimension to the senses of the man, which he was not aware of. Sense of emotion. Và bây giờ chúng ta phải thêm một cái giác quan nữa mà con người chúng ta chưa có biết đến hay là chưa có nghĩ đến nhiều, đó là gì anh Quang? Đó là cảm giác đó. Cái đó là về cảm giác ha. Yeah. Mình không có nghĩ cảm giác là một trong năm giác quan hay sáu giác quan hay sao? Cái này là cảm giác. Bắt đầu mình phải vô trong cái khía cạnh mà để thực hành plasma cho nó work á, nó có nghĩa là nó cấu tạo ra được mà để cho nó hành hình á, thì con người của mình á thời khác kêu là, nếu mà da như vậy thì khác kêu là physicality, thể xác á, rồi xong rồi một, trên thể xác mình nữa là khác kêu là emotion, có emotion, cái cảm giác của mình, rồi từ cảm giác đó nó sẽ đưa tới cái linh hồn của mình về khía cạnh tâm linh. Lát nữa mình phải nghĩ thêm nữa, đó là cái sơ thôi, mình sẽ học thêm sâu hơn. And further, you have to add another step, which is the sense of the soul, the central control. Và sau cái cảm giác chúng ta phải bước thêm một bước nữa, đó là cái cảm giác của linh hồn, center of the soul, anh Nguyên. Yeah. Cái soul đó đó, thì cái mới nói vừa rồi đó, đó là giống như là central command vậy đó. Nó cũng như là cái trung tâm điều khiển mọi thứ, là tâm linh của mình. Man does not need to lose his arms and legs and eyes and smell to be able to interact with the senses of his emotion. Tức là con người chúng ta không cần phải loại bỏ đi cái vật chất nhục thể này, không có cần phải mất tai, mất chân, mất tất cả các giác quan mới có thể đến được, chạm được hoặc là tương tác được với cái linh hồn tâm linh của mình. Phong Nguyên. Yeah. Man has to understand that these senses come from the emotion. Now. Và con người chúng ta cần phải nên hiểu biết rằng á, những cái giác quan mà những cái cảm biết sâu sắc từ các giác quan này nó có bắt nguồn từ trong cảm xúc. Now you have to find the strength of each in understanding of the reaction. Chúng ta cần phải biết cái ưu điểm, cái sức mạnh, cái thế mạnh của từng giác quan. The knowledge of man finishes at this moment, as there is no extension into the knowledge. Tức là nếu mà mình không bắt đầu sâu, mình không có suy xét sâu vào trong từng giác quan thì cái kiến thức không có thể mở rộng được, phải không anh Nguyên? Yeah.
those of the universal community understand this point from knowledge. In bringing the senses together, you understand the interaction of the totality of the senses brings the interaction and the control of the soul. Khi mà chúng ta tổng hợp lại tất cả các giác quan vào chung với nhau đó, thì tập trung với nhau thì chúng ta mới có thể hiểu rõ được cái tổng thể của mọi dạng vật vũ trụ như thế nào, rồi chúng ta mới được có được cái cảm giác tự chủ hay là điều khiển từ một cái nơi sâu thẳm trong cái linh hồn của chúng ta. Thầy Cass nói là từ đó mà mình biết cái chữ mà thầy Cass dùng là totality, mà dịch qua tiếng Việt mình có thể dịch đạt đây là đại tâm hay là đại thể hay là đại diện cảnh trí. Dạ, đại viên cảnh trí là một cái gương tròn sáng, nói theo giáo lý của nhà Phật. Thì cái chữ totality của thầy Cass nói nó có ý nghĩa rộng lớn và sâu, giống như trong Phật giáo hoặc là những người mà học về tâm thức, awareness, consciousness, tâm thức chung. Thì khi mà chúng ta gồm tất cả các giác quan lên tới mức cảm xúc, rồi lên tới mức tâm linh, thì chúng ta sẽ trí tuệ, chúng ta sẽ mở rộng và hiểu được cái tổng thể toàn thể hay là cái đại tâm của vũ trụ hay là đại viên cảnh trí. Đi tiếp anh Nguyên. Yeah. What they call the source. Và cái đến được cái chỗ này thì ấy chính là cái chỗ đó, chính là linh hồn hay là tâm linh chúng ta. Source, thầy Cash dùng cái chữ source. Cái source. À xin lỗi, không phải tâm linh, không phải soul mà là source. Đó là trở về cái cội nguồn của chúng ta, nguồn gốc của chúng ta. Làm cho những điều thầy Kate nói rất là sâu sắc, làm cho Mary nhớ lại ở trong cái trong kinh Phật có cái bài giảng nói về tám thức chuyển thành tứ trí, rồi tứ trí là chuyển nữa để về hợp nhất, đó là tương tự với nhau, thấy giống như là dạng pháp mà quy tâm vậy. Tất cả mọi sự triết lý hay sự khôn ngoan sâu sắc, sự thông thái của từng tôn giáo, nếu mà đúng đi đúng đường á, đều trở về một nguồn cội. In other languages on earth, they call it Bhagava. Coi gì? Nghe không rõ audio. In other languages, in the language of science of the universe, we call it totality. Thực tế đi là Mary liên quan đến cái chữ mà thế giới đại đồng, cái dạng vật đồng nhất thể, cùng một khối, cùng là một tổng thể hết. In the senses to understand, you do not need the physicality to sense and to interact with the soul. All you need is the emotion without the physicality. Khúc này nói là như thế nào em? Giọng quá thầy Cass. Khúc này thầy Cass nói có nhiều khi mình không có cần cái thể chất của mình, mà đi sâu vào cái cảm giác của mình để đưa đến cái tâm linh của mình. Ồ, hay quá, anh Quyền này đúng rồi đó. Tức là mình không cần phải có cái cơ thể này để mà có thể tương tác hay cảm biết được về cái xúc giác, về cảm xúc của mình, rồi với lại rồi đi sâu về là biết được cái tương tác với lại tâm linh của mình. Điều đó không cần phải có một cái cơ thể, không cần phải có một cái vật chất, không nhất thiết là phải có. Tại vì the emotion is the sense. Oh, sorry, Nguyên muốn nói gì? Sau đó đi, sau đó.
senses of the soul. The danger, the fear, the joy, the love, the interaction, the community. In that sense, we don't see the bodies, we see the soul, and we don't see a single soul. We see a community of souls and the interaction that leads to the senses of communication and existence. Tức là những cái cảm xúc như là sợ hãi, lo lắng, cái gì nữa nãy thầy Khách liệt kê ra đó. Mấy cái đó nó đâu có cần mà vật chất đâu. Mình vẫn có thể cảm giác ra được. Thật ra thầy muốn nói là cái feel đó. Cái feel nó ra. Khi mà nó ra rồi mình không có thể, không cần cái thể xác mà mình cũng biết được nữa. Tại vì nếu mình đi về tâm linh đó, nó là khắp không gian và thời gian rồi. Như cái trường á, feel là cái feel là cái trường, hoặc là cái Phật trường, cái cảm giác. Khi mà mình đi đến cái mức độ cảm giác này đó thì mới có cái sự thông tri, communication đó. Thông tri rồi mình mới cảm biết được cái linh hồn, mà không phải với linh hồn của một xô, không phải linh hồn của một, mà là một cái đại linh hồn hay đại tâm linh của chung, của cả vạn vật vũ trụ. Đi tiếp anh ơi. In understanding of the totality, we see the senses of many, where their interaction in totality allows each one to have a position and take what we call emotion in respect to the soul of totality, that we see the lot. What do we do with the inner soul strength? What do we do with the interaction of the fields within the inner soul strength with the totality? Is the understanding of the fields which leads to the creation of the emotional fields. Where? Tức là theo cái nhìn của thầy khác nhìn tâm linh nó khác hơn là với tôn giáo nói về cái linh hồn. Đó là thầy Khác nhìn vào tất cả đều là cái trường tương tác lẫn nhau, hoặc là nó giống như cái hào quang hay những cái ánh sáng đó, nó rọi qua, nó chạm vào nhau rồi nó phản chiếu qua lại. Theo Mary nghĩ là vậy, không biết anh Quen hiểu như thế nào. Thì đó nó cái feel, nó interaction, nó thành totality. Cái thành totality là đại thể đó. Tổng thể ạ. Anh Quen nói là tất cả đều là cái sự tương tác lẫn nhau, mà nó cho phép từng cá thể có một cái vị trí đặc biệt hay vị trí rất là đặc thù trong vũ trụ này. At the lower strength, to understand the totality of the inner strength. The soul is itself a totality, but in itself, as an individual, is part of the total soul. Thầy Khế nói rằng cái linh hồn này anh Quen là nó là tổng thể chung tất cả, nhưng mà trong đó nó cũng có một cái riêng thuộc về cái chung, và nó tương tác lẫn nhau. Đó là trong mình á, trong mình là mình có cái cảm giác riêng của mình, nhưng mà cũng cùng một lúc mình cũng là cái cảm giác của tất cả trong vũ trụ này. Bởi vậy một nhưng mà không phải là một là chung hết. Cái này hơi khó hiểu, cái này giống như là beyond mind ha. Yeah,
nó quá nó vượt quá cái sự suy nghĩ, sự hiểu biết của con người. Đúng rồi. Mà không có nghĩa là mình không cảm biết được, có cái mình không có giải thích bằng ngôn ngữ được, nhưng mà mình có thể, mình biết là nó là như vậy. Nếu mình có thể ta nói đơn giản là thiệt à, feel it, cảm giác được, cảm biết, hay là có kinh nghiệm gì đó về về trong cái tận cùng sâu thẳm ở trong tâm linh của mình, tự nhiên mình biết nó là vậy, nhưng mà mình không có thể nào giải thích rõ ràng. Thì mình tùy theo mức độ của từng người, họ có thể biết một cách rất là chán chán sâu vào nữa, người thì biết đại khái nhưng mà họ cảm biết mà không có thể giải thích hết đó là cái gì. Of you and the universal community who understood, have created peace through it. Man has a long way to go. Thầy Cass nói sao con người mình còn một cái đoạn đường rất là xa. Những người khác, những cái sinh thể khác trong vũ trụ thì họ biết rành về cái tâm linh hồn này, cho nên họ có được cái sự hòa bình hay cái sự an tâm rất là lớn, không? Còn con người mình vẫn còn xa. Nói nghe hơi buồn hả Nguyên? Yeah. Nhưng mà mình sẽ tới đó chị ơi. Yeah. It's your responsibility as of now to give a hand to the soul of the man and not to the man that he'll abuse the knowledge and the emotion. Câu này thì Nguyên nói, thì Cass nói là sao? Tức là mình có cái trách nhiệm, nếu mà mình đã hiểu được mình có trách nhiệm, mình đưa tay ra để mình dẫn dắt người khác. Chứ đừng có để cho cái kiến thức đó trở thành một cái công cụ để mà lạm dụng hay là bạc đãi về mặt cảm xúc để khống chế con người. Đúng rồi. Man on this planet is abuser in any shape or form. Yeah, con người hay lạm dụng khác nhau quá dưới mọi hình thức. When you look within the totality, the total is the creator. Khi chúng ta nhìn vào tổng thể chung vào thì cái tổng thể này, tâm thức chung này chính là cái nguồn của sự tạo hóa. When you look inside the field's interaction within the soul, the inner totality, as you understand, is the inner sanctum of the Creator. Này là sao anh Nguyên? Khi nhìn vô cái totality, mình mới biết là nó nằm ở giữa centrum. Tức là khi mình nhìn cái tổng thể thì mình sẽ cảm giác ra được, hay mình có cái khái niệm, không phải khái niệm, dùng chữ đó cũng khó nói. Mình có cảm giác như có một cái trung tâm nào đó, giống như là có được cái sự điều khiển, nhưng mình không có bị lạc lõng đâu Nguyên. Nói theo nói như vậy. Cho mình hiểu bây giờ. Em hiểu bây giờ, có thể là mình hiểu bây giờ chưa phải là hiểu đủ, còn sâu nữa đó là sơ sơ thôi hả? Có thể có người khác họ có cái trí hiểu sâu hơn, có thể họ giải thích hay hơn. Yeah. Why and in what language you communicate, this cannot be communicated to the others unless it's transmitted through the soul, the strength of the creation. Cái nói là ngôn ngữ á, nó vốn có một cái gì đó vượt qua những cái từng cái nghĩa đen của cái chữ, nó phải có một cái cảm giác của cái gì trong tâm linh á, thì nó mới truyền đạt được cái sự hiểu biết từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ kia. Nếu không thì không ai hiểu nhau hết. Nó phải có cái cảm giác nó mới hiểu được cái ngôn ngữ. Okay. In the more advanced flight systems which some of you have achieved, you travel with the strength of the soul,
and you create the emotion of the craft according to the emotion of the feeling of the totality. Sao là khác nói cái này là về cái vấn đề mà cái hệ thống bay á, một số người đã đạt được bằng cách di chuyển hay bay bằng tâm linh, và họ đã chạm vào cái lĩnh vực là như là dùng cảm xúc để điều khiển á. Tại vì họ hiểu được cái đại tâm, cái đại thể, cái thực ra là gì, họ mới làm được. Okay. Không biết người đó là người nào ha. Nghe nói thì nó quyền dị vậy, chứ nhưng mà thật sự nếu mà mình vô thẳng vào cái tâm trí, có nhiều người họ nói là mở trí huệ hay là mở huệ nhãn đó, rồi mới biết được. Thật ra con người của mình nó cũng như thầy Cash nói đó, con người của mình nó quá đi theo cái thể xác quá đi, bởi vì mới không có tìm hiểu được cái tâm linh của mình. À, thế giới duy vật của Mary học được chữ từ bạn nói ở Kiều Thảo trước, rằng con người quá đi thiên về vật chất ha, như thế giới duy vật. Đúng rồi. Some have made mistakes in boarding the wrong fields, and within it you have learned how to bring them as part of the peace process into the structure of the totality of the souls, in understanding the Creator in division of the self, of the soul, of the universe. Thầy Cass lúc nào cũng nói rằng muốn hiểu được tổng thể, đại thể hay đại tâm gì, lúc nào cũng phải về sâu vào, hướng sâu vào trong tâm linh. Nếu không, không có biết được cái tâm thức chung là gì, đại thể hay là cái đại tâm hay gì, không biết dùng chữ nghĩa nào để diễn tả. À, phải có bạn nào, quý vị nào mà rành về tiếng Việt mà về lĩnh vực tâm linh có thể giải thích hay hơn. Those of you who understood the totality and the essence of the creation in the dimension of the universe, you understand the division of the soul within the structure of the strength of the soul. Cái điều này hơi khó hiểu, hơi bí ẩn, nhưng mà nghe đơn giản, nhưng mà cũng không đơn giản. Là người nào hiểu được linh hồn thì họ sẽ hiểu được sự phân chia của từng cá thể linh hồn bằng cái trường hay bằng cái trường plasma, bằng cái sự tương tác plasma mà họ phân định ra được từng linh hồn. Này khó hiểu à. And it's your duty to understand the totality in the division by understanding the creation and the Creator is part of the soul. Of the... Là khi mình phân định, phân chia được từng linh hồn thì bắt đầu mình hiểu được cái mối quan hệ giữa đấng tạo hóa với lại những cái vật thể được tạo ra. Division. Is the communication as part of the understanding of the emotion, or is the emotion part of the totality of the reaction? Câu này là sao anh Nguyễn? Hãy đi tiếp chút xíu nữa rồi. No. Khi hiểu tới cái đấng tạo hóa đó, the Creator, mà mình hiểu tới cái emotion của mình, cái cảm giác của mình, và cái cảm giác của mình nó đưa vào cái totality là cái đại tâm. Dạ. Nhờ, tức là cái cảm giác là cái mắt xích
để đưa mình về cái tâm thức chung. Those of you who achieved physicality have a problem with the emotion and interaction with the soul. Những người nào mà đạt được những thành công về vật chất thì họ có vấn đề trở ngại về vấn đề tâm linh. How do we reach this? How do we bridge between the physicality and the emotion and the emotion and the soul? Thì câu hỏi đây là cái đoạn đường đi làm sao chúng ta có thể đi từ nói từ thể chất qua cảm xúc và từ cảm xúc mình nói về được đến tâm linh. Cái phần này bao nhiêu phút anh Quen có thể đi tiếp từ thì hay là 48 mà chị ơi. Khoảng đi tới 40 trước đi. Đi 40 trước ha. Ok. Tại vì cái 40 nó có cái hay là nhìn với cái aura. Thưa Nguyên, biểu là mình nhảy qua 40 hay là cứ nghe tiếp đến 40 hay là... Cứ nghe tiếp từ đây tới 40. Ok. Hay cast cắt nghĩa chút xíu, từ từ dẫn tới đó. Ok. This is the same in all dimensions of the universe, irrespective of the position or intellect. Those of you who read my soul, have received the knowledge. Those of you who read my soul will receive gì vậy? Audio nghe không rõ ha. Nghe lại. 37 36 49. Those of you who read my soul have received the knowledge. À, những người nào mà đọc được tâm linh của thầy Khes á thì sẽ nhận được kiến thức của thầy. Wow. It's the responsibility of the stronger to support. Even the means manifestation in the physicality of the support. Những phần hay những người nào mà mạnh hơn hay những phần nào mạnh hơn thì Kate nói those that have a stronger have responsibility to support là có trách nhiệm phải ủng hộ. Có thể ủng hộ qua cái thể xác nữa. Tức là nếu mà người mạnh á thì có trách nhiệm phải nâng đỡ người yếu, mà nếu mà cái tâm linh mạnh á thì có trách nhiệm phải ủng hộ cái phần dưới, là ủng hộ phần cảm xúc, hoặc nếu cảm xúc mạnh á thì cảm xúc thì có trách nhiệm phải ủng hộ cái cơ thể của mình. Nghĩ chắc có ý thì Cass muốn nói vậy. Thì dùng tại vì họ hiểu được cái tâm linh đó nhiều lắm. Thì họ cái tâm linh của họ truyền đạt, mà nếu mà cần thiết nữa thì sẽ họ sẽ qua cái sự thể xác để họ truyền cái thông điệp đó. Theo quyền hiểu thì Cass nói đó, là dùng biết được tâm linh rồi nhưng mà không có truyền đạt được rõ ràng á, thì mà người ta không hiểu, mình có thể dùng cái thể xác mình để chuyển người ta qua cái tâm linh. Tức là trong một khía cạnh nào đó, thể xác hay ngôn ngữ hay chẳng cái miệng mình chẳng hạn nói chuyện ra, nó cũng là một cái phương tiện để mà thông tri cho người khác. Cho dù rằng là mình nói chuyện thẳng, thí dụ mà một người có một cái ý thức cao hay là có một cái cảm giác, một cái ý thức nhạy bén đi, có thể là họ cảm xúc được
cảm nghĩ hay đọc được cảm nghĩ cảm xúc của cái người đối diện mà không cần phải nói chuyện, cái đó nó hiểu nhiều khi chính xác hơn. Qua ngôn ngữ thì nó cũng có nhiều khi bị hiểu lầm. Nhưng mà thí dụ người một người mà chưa cái độ cảm biết nó không có nhạy bén lắm đó, thì ngôn ngữ vẫn là một cái phương tiện cần thiết để thông tri với nhau. Thầy Mary nghĩ là vậy, để nghe tiếp rồi thầy Cass nói gì. The soul of the man is of the lowest, and you have the strength to see it through, and in a way allow it to interact with itself, with the totality of the structure. That man can be elevated through his soul, as the physicality has no room for elevation. It's restricted to two arms and two legs. À, Mary không có rõ lắm mà nói rằng là mình cho phép người kia, cho phép một cái tâm linh của người khác họ có thể tương tác mà đồng thời giúp cho cái linh hồn của người đó được thăng tiến hơn, chứ không phải chỉ bị kẹt vào trong cái năm cảm giác của cơ thể này mà thôi. Hiểu đại khái mấy cái này, cái chủ đề hôm nay thì cái nói rất là sâu sắc, không biết có bao nhiêu người được hiểu được. Okay. How do you do this? How do you teach the man to become part of the universal community? It's your decision. It's your what decision? Or làm sao mà có thể dạy được cho một người để trở thành một thành viên hay thuộc về một phần của vũ trụ này hả? Là một người của vũ trụ chứ không phải chỉ của trái đất này mà thôi. Yeah, the universal community. Của cộng đồng vũ trụ à. You have the knowledge and you have an insight in understanding and seeing the behavior of the soul of the man and his physicality. It's for you to elevate and teach. Những người nào mà có được cái sự hiểu biết, có kiến thức mà có cái nhìn sâu sắc, hiểu được cái sự tương tác của cơ thể và hiểu được cái tâm linh, tâm thức của người khác, thì người đó có trách nhiệm phải nâng đỡ tâm thức họ lên cao. For those of you who are entangled in physicality and cannot see the dimension of the soul, in any dimension there is always a soul, and there is a separation between the physicality and the soul through the interaction of the emotion, it's all the same in what is about to be told. It's just different in strength in different dimensions. Cho dù những người mà họ bị, không phải bị mà chú trọng nhiều, hay là họ chỉ giới hạn về những cái cảm biết về mặt vật chất hay phần cơ thể mà thôi, thì họ cũng là thuộc về tổng thể, họ cũng có sự tương tác với tổng thể, chỉ là ở một cường độ, mức độ khác nhau mà thôi. Different dimension đó thôi, là ở như là một cái tầng tâm thức khác nhau. Nhưng mà họ cũng thuộc chung một phần trong cả vũ trụ này, có liên quan với nhau hết, là đều có sự tương tác với nhau hết, chỉ là ở mức độ khác nhau, cường độ khác nhau, một tâm thức, tầng tâm thức khác nhau. Man has always thought that his physical body is, that's all it is. In realizing that it has a neural system, it used it and understood it in a simple mind, that is the channels of carrying information.
What man has never understood is that his total physical body is part of the line of the communication. Con người thì đã quen rồi, nghĩ rằng cái cơ thể này chỉ có thế thôi rồi, không có gì hơn nữa. Ngoài cái hệ thống như là hệ thống nervous system, hệ thống thần kinh, thì cái đó nó đi xa hơn nữa, là nó là cái hệ thống để mà thông tri, để mà hiểu biết, để cảm biết với nhau đều. Ý thì cái cast nó là nó có cái liên quan đến cái vũ trụ này đó. Từ để coi nói gì thêm nữa. As I've said many times before, 20% of the information is carried by the neural system. 80% is carried within the aura of the man. Oh, cái điểm này rất là hay à. Làm cho hiểu ra cái câu hồi nãy mới vừa nói. Tức là người con người mình á chỉ biết cái cơ thể thôi, tại mình rờ được, mình có thể thấy được, mình cảm biết được về cơ thể này. Và nó có cái hệ thần kinh. Hệ thần kinh đó nó mới truyền những cái thông tin như từ não đến toàn thể tay chân, những cái tế bào khác trong cơ thể. Rồi cũng nhờ hệ thần kinh đó mà nó truyền tải thông tin, nó thông tri giữa cơ thể. Hệ thần kinh giúp cho mình biết được ngũ giác quan của mình. Mình có thể thông tri với những người bên ngoài. Nhưng mà nào ngờ đâu, cái thông tri đó, giữa người và người với lại giữa môi trường vũ trụ xung quanh á, chỉ có 20% là nhờ cái hệ thống thần kinh trong cơ thể mà thôi. Còn 80% á là nhờ sự cảm biết từ cái aura, là giống như là cái trường của mình á. Aura, cái hào quang, ánh hào quang xung quanh mình á. Cái sự hiểu biết đó, hay cái sự thông sáng hay cảm biết, dùng đủ chữ miêu tả, thì á đến 80% lận mới cho mình được một cái nhận định. Còn phần còn lại 20% kia, sự nhận định đó nó mới đến từ cái vật chất cơ thể, hệ thần kinh trong người. Cái điểm này nó điểm này hay á. What do you call the aura? What we call the magnetosphere of the body of the man, the same as the magnetosphere of the... Cái này áp dụng vào trong cái nhìn của plasma nè, mình á thì gọi đó là cái ánh hào quang, hay là cái ánh hào quang, hay là như là cái năng lượng tỏa xung quanh. Nhưng mà đối với cái nhìn về plasma, thầy Cass nói cái này là cái từ quyển, matrosphere là cái từ quyển xung quanh cơ thể mình, nó cũng không có khác gì là cái từ quyển xung quanh trái đất. Wow, tức là rất là thực tế hả, cái chứng minh rõ ràng aura là gì, cái hào quang là gì, chứ không phải là chỉ là một cái khái niệm ai nói rồi mình bắt chước mình nói lại, hay là mình tưởng tượng ra cái đó là một cái quyền bí gì đâu. Nhưng mà cái đó thật sự là trong thực tế nó chính là cái từ quyển của con người mình, đó là cái aura, như từ quyển của trái đất, tức là sự tương tác giữa trọng trường và từ trường. The knowledge of the science of the understanding of the soul and the line of the emotion is understanding the interaction of the fields within and around the body of the man without the sight of its physical connection like neural system or blood system or the muscle tissue. Thì cái sự hiểu biết của con người mình á là do sự tương tác của cái từ trường bên trong với lại cái môi trường bên ngoài, mà không có liên quan hay là không có trực tiếp dùng đến, không có nhờ vào cái hệ thống thần kinh của trong cơ thể, tức là nó không có dính tới vật thể, vật chất hay di vật gì đó, mà nó bắt đầu nó hoạt động một cái tầng cảnh giới khác, hay là một cái tầng tâm thức khác rồi, là cái trường thôi, nó không có kết nối với lại vật thể nữa. Cái đó nó có nhiệm vụ, nó mang gánh nặng đến 80% lần. Thấy cái điểm này hay á, Quỳ có muốn nói gì không? Không. Thì.
If you manage to build systems that not just look at the atmosphere of the man, but the interaction between the different position of the fields within the structure of the body of the man with each other, without the physicality, man will see himself as a ball. As a what? As a ball, huh? As a ball. Cái banh đó. Hả? Yeah. Tức là Cass nói rằng nếu mà mình không có nhìn vào con người chỉ là một cái vật thể vật chất không, mà nếu mà mình nhìn được, hay là ít nhất trong cái tiềm thức của mình hay trong cái trực giác của mình, mà mình hiểu được hay cảm biết được cái sự tương tác giữa các trường trong cơ thể mình và sự tương tác giữa các trường của cơ thể mình với những cơ thể khác và với những môi trường xung quanh, thì họ sẽ thấy, họ cảm giác đấy giống như là một cái trường plasma, nó tròn như cái hình cầu mà thôi, chứ không phải là chỉ cái hình như là có hai tay hai chân có đầu. Rất là đúng, cảm ơn chị. Không có chi. What does this mean? Điều này có nghĩa là gì? Mình giống một hành tinh rồi. We always looked at the man with his head. Giờ thì dễ đó, giống như nãy. Now we are speaking about the motion of the fields within, which has no physical, tangible structure. Cái đó là hình thể con người. But if this is the place, còn cái màu xanh da trời này đó là cái trường plasma nó vận chuyển chung quanh. Cái cảm giác. Cảm giác. Cái trường này là cái trường của cảm xúc ha. Yeah. So the soul of the man then, sao là cái dễ cái linh hồn của soul man là ngay cái não á, chính giữa não á, chấp cái hồn á. Thật ra nó nằm ngay cái tam là sức. We know plasma, any entity is spirit. Man has always looked at this, what he calls aura, very much like this. Oh, hồi đó giờ mình ta nói hào quang á, thì khác nó chỉ có giới hạn cỡ như đây thôi à. Là cái màu cam nè. Còn cái màu, còn cái màu vàng này đó, rộng lớn hơn này, cái này mới là cái hào quang tỏa ra, không biết kêu có chữ gì để miêu tả. Cái này là mới là một cái dùng của linh hồn của mình à. Because he never understood the totality. Vì con người mình chưa có hiểu được cái tâm đại đó. This totality expands beyond like the ray of the sun. Và nó cái sự tổng thể này hay sự cái đại tâm hay tầng tâm thức rộng lớn gì đó của cả đại vũ trụ này, nó rất rộng lớn, và nó lan ra, nó lan tỏa không khác gì mặt trời. Vậy là vô hạn vô biên rồi. Where this soul now has the interaction with many souls.
là khi mà cái dùng tâm linh của mình lan tỏa ra xa như vậy đó, thì nó sẽ tương tác với những cái tâm linh của người khác. Many soul, anh Quang. Yeah. This is the soul of the grandma died 100 years ago. But because of the feeling. Chỗ này là giống như là cái linh hồn của bà cố cố gì đó đã qua đời cả trăm năm trước hả, mình tương tác với lại cái cảm biết hay cái nhận thức hay tâm thức của người đó. Interaction to you, the physicality is gone, but the essence of the creation of the fields still with the environment of the existence of the creation of the soul of the being. She sees the others and can warn you in what you call your dream, this is about to happen. Thì Khe nói cái đoạn này là khi mà các từ trường plasma của những tâm linh tương tác với nhau đó, nó giao thoa với nhau đó, thì nó có thể đi vào cái lãnh vực giấc mơ của mình thôi. Dream. Cái tiềm thức, có thể dùng chữ tiềm thức cho này ha. She elevates your soul and your soul understands and puts the physicality in the position of safety. Cái này thì cái đang giải thích giống như cái khái niệm mà như là phù hộ, như ông bà phù hộ cho mình đó Nguyên. Theo người Việt mình nói á, tại vì khi mà cái nãy thì cái nói rằng á là sao mình hơi giống nhau á, người Việt với lại người gì Iran á, hơi giống nhau là sao? Thì cái khi mà cái trường plasma ví dụ của người bà cố hay gì nó giao thoa với nhau. Tức là cái khi một người mà qua đời cái cơ thể mình mất gì chứ cái dùng tâm linh nó, cái feel của nó, trường plasma vẫn có vòng vòng vũ trụ này thôi à, chứ cũng có nhiều đó tương tác qua lại thôi. Như là mình bỏ cái hình thể này thì mình sẽ hình thành một cái hình thể khác, thì cái vấn đề tâm linh giao thoa với nhau đó thì nó tỏa đây á, sẽ nâng đỡ cái tâm linh, nâng đỡ cái tâm hồn của người cháu của mình, phải không anh Quang? Cháu cố nè, thì cái người cháu cố này sẽ cảm giác an toàn và cảm thấy cái là gì, làm cho bảo vệ, như là phò trì cho cái phần thể xác của cái người cháu này. Nhưng mà cái interaction, cái ông biết dịch qua tiếng Việt cái chữ interaction là gì? Tương tác với nhau đó. Giữa bà cố như một cái người này mà họ tương tác với nhau bằng cái tâm linh của họ, tuy rằng một người đã xa nhau cách 100 năm rồi, nhưng mà cái tâm linh nó vẫn còn. Cái này kêu là có cái chữ kêu là thần giao cách cảm thôi. Thần giao cách cảm. Đúng rồi, mình mượn chữ chứ nó khó diễn tả nhưng mà cũng dễ lắm chứ không có khó gì mấy. Cái nguyên tắc nằm đằng sau thì rất là đơn giản, nhưng mà nó lại bao trùm hết tất cả mọi lĩnh vực. Đơn giản cái là chỉ là những cái trường plasma tương tác lẫn nhau mà thôi, cho dù là ở mức độ thể chất hay là về mức độ cảm xúc hay là mức độ tâm linh. Mà cái tâm linh, linh hồn này nãy thì Khách nói nó không phải là một cái cá thể riêng biệt gì, mà nó do những cái trường plasma từ trong tương tác với nhau thành ra một cái từ quyển. Giống như là từ cái đơn giản ra nó mới tương tác nhau, nó mới thành linh hồn được, chứ không phải linh hồn có trước. Hay là linh hồn có trước, câu hỏi này nó chưa trả lời. Linh hồn có trước, nó phải có linh hồn nó mới có plasma được. Mà plasma là linh hồn. The soul of the plasma. And plasma has a soul. Bởi vì mấy
Nhưng mà cái linh hồn này không có giống như theo cái nhìn thầy khác, nó hơi khác hơn là của trong tôn giáo mà dạy. Đúng rồi chị. Mà cái này á, muốn manipulate hay là muốn control cái plasma đó, mình phải biết cái tâm linh mình. Bởi vì thầy khác có nói là ai mà muốn develop system, create system, hiểu được cái này nó interact như thế nào, mới là nó mới giao thông, nó mới interact với different plasma mới được, mới điều khiển được mấy cái trường plasma khác. Đúng rồi chị, cái này sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới sự bài á. Bởi vì dạo này gần đây thầy khác chú ý dạy cho đội bay, mà sao nghe nói về linh hồn nhiều quá. Tại vì cái đó là cái gốc. Thì cái này là cái gốc của cái plasma, cái sự điều khiển của plasma nó như thế nào, mà hiểu được cái tâm linh này mới điều khiển được plasma như thế nào. Ok, tiếp anh Quang. Dạ. You call it, I had a dream. But in fact, your dream is part of what has been dissipated. And in that position, you have achieved to understand just part of it, which is common between you and her. Where she is aware of the others which you have not seen, or you are not aware of, because it's on a different strength, but you have a line of connection of the strength. Now call the mother another entity in the span of the universe. Khi hai cái trường plasma tâm linh của người cháu với người cố bà cố giao thoa với nhau, nó tạo nên một cái ý thức hay cái tiềm thức giống như là cái giấc mơ. Và cái ở cường độ cao hơn như bà cố cao hơn thì có thể cảm giác được cái người ở dưới, nhưng mà ở người ở dưới thì không có cảm giác được người ở trên. Đấy. Tại vì cái cảm giác của người ở dưới nó yếu đó. Cái trọng lực của nó yếu. Nhưng mà cái người ở trên đó, nó có cái trọng lực mạnh. Cái cường độ. Cường độ. Bởi vì người ta mới nói là người cõi dưới với người cõi trên. Oh. Thịnh bác đọc chat nè. Thịnh bác of what I said about origin of plasma. Think back, then you will understand better. Oh, Thịnh is here. Yes. Cái article, cái article mà dịch bữa hổm cho anh Thịnh có đưa lên trên Facebook International, article đó rất là sâu sắc. Thanks for reminding me. Nói về cái nguồn gốc của plasma đó. Yeah. Thank you. Thank you for participating. Yeah, thank you for that reminder. Thì cái nguồn gốc đó là nó tạo ra cái linh hồn nguồn gốc. Thì có linh hồn trước mới có plasma. Đúng rồi chị. Oh, trời ơi, glad to hear your voice. How you doing? You do? Tại vì okay. Linh hồn của mình cũng là energy. À. Yep. Energy nó mạnh hơn emotion cũng như cảm giác, cũng như là sợ hãi, hận, chán đời, cái đó là cũng như là cho nó là số 1, 2, 3 đi. Và linh hồn cũng về tình yêu cũng giống như là số 6 đi. Và linh hồn của mình cho nó là 100 đi. Sinh hồn mình là cũng là principle matter đó, là cũng như thầy Cass này, ông chỉ ông viết, ông bỏ cái đá ngay cái đầu đó, cái ông trong quanh là cái vàng, cho cái tròn vàng đó, ông coi như là mình là principal ma, là cái show của mình là principal ma, là phát ra nguyên vô hạn luôn, cũng như mặt trời vậy đó. À.
nên nó cái feel của mình nó đi không có giới hạn, nên ai cũng interact với nhau hết trơn. Thịnh, anh Thịnh nói cái phát ra thì Mary giờ mới rõ. Nãy Mary nghe thầy Cass nói là giống như cái matrosphere, như cái từ quyển đó, là phải có như là magnetical với lại gravitational, hai cái nó interact với nhau, là hai cái nó tương tác với nhau, nó mới thành ra được cái từ quyển, được cái matrosphere. Vậy không lẽ là cái trọng trường với lại cái trọng trường với lại cái từ trường á là cha mẹ, còn cái linh hồn mình là con, tức là mình đi ngược chiều. Giờ anh Thịnh nói là thật ra là ở bên trong cái gốc của nó, bên trong cái core đó, cái lõi nó đã có sức mạnh, nó phát huy ra. Vậy nó phải là đầu tiên mới sinh ra, tức là cái linh hồn đó nó tỏa ra. Đó chỉ là một cái hào quang thôi, hào quang của tâm linh của mình mà thôi. Đúng rồi, rồi nó cũng giống như mặt trời phát ra cái mặt magnetosphere của nó bao quanh cái solar system này. Cũng giống như cái mặt trời mà tỏa ra cái tia nắng đâu có thể có trước được, mà mặt trời nó phải có trước rồi mới có cái tia nắng. Đúng rồi. Tia nắng chỉ là cái phản ảnh của cái sức nóng, hay là cái sức không phải sức nóng, phản ảnh của cái trường của plasma của mặt trời mà thôi. Mình biết rồi, sức nóng không có xuất phát từ mặt trời, mà là do trường của trái đất tương tác với trường của mặt trời, hai cái nó cọ sát với nhau nó phát ra sức nóng. Và thêm cái này thì xem thì cũng giống như mặt trăng đi, dịch thấy từ mặt trời nó cũng phát ra cái ánh sáng của nó, đi đâu giới hạn đâu, linh hồn cũng vậy, cũng phát cái suy nghĩ của mình là mình nghĩ sao, mình sẽ phát ra ai ở vũ trụ thứ hai thứ ba kế bên cũng thấy được, cũng nghe được luôn. Tức là cái tâm linh của mình còn ví dụ tầng ở tầng tâm thức thấp á, mình chưa cảm biết được nhiều, mình cảm thấy như lờ mờ, như mình nói là có linh tính vậy vậy, không có được rõ ràng. Nhưng mà thì ví dụ khi mà tâm thức mình nó mạnh lên rồi, mình có thể cảm biết được, mình có thể như là đọc được suy nghĩ của người khác, hay là có thể cảm biết của thế giới nào khác xa xa hơn là cơ thể mình nằm ở đây nhiều. Anh Quen có nhớ nói về cái nhóm người Kogi không anh Quen? Yeah. Mà nói là họ kiến tánh họ ở vùng nào, ở vùng Nam Mỹ hả? Columbia. Columbia là vùng gì? Nam Mỹ phải không? Họ đâu có ra ngoài thế giới, họ tối ngày họ trốn trên núi không á. Nhưng mà dường như là họ biết what's going on in the world. Đúng rồi. Được chuyện gì xảy ra ở thế giới xung quanh họ, và họ biết là sẽ ô nhiễm môi trường thì sắp sửa đụng đến cái đất của họ. Yeah, con người mình giống như cái anten vậy, mình phải phát ra, mình nhận được, nhưng giờ dù mình nhận được, mình không biết đi cố nó như thế nào. Yeah. Very cool. Nhưng mà cái subject này deep quá hả? Deep mà phải, ai cũng phải qua, không qua không được. Ai cũng phải hiểu, không hiểu cũng được, không tiến bộ được. Không tại vì tại sao mà thầy Cass dạy cái khúc này? Tại vì tương lai nhân loại sẽ bay lên, hiểu được rõ cái cách mà để manipulate, để dùng cái từ trường này mà điều khiển được cái tâm linh mình mới có thể bay được. Khi hiểu sâu nó rồi đó, mình thấy tại vì nó dính líu với sự tâm linh của mình, cái plasma field, cái field interaction. Nhưng mà nếu ví dụ người nào chưa tới mức tâm linh thì sao, không lẽ bỏ lại, hay là mấy người phải những người nào mạnh tâm linh thăng tiến hơn thì họ tạo ra cái spaceship để họ chở mấy người kia đi cho mấy người kia bay. Thì cũng giống như hiện bây giờ mình tuy rằng có nhiều người không hiểu nó phải gì, nhưng mà mình những người mà đã biết cái đề tài này, mình dạy lại, tuy rằng lúc đầu họ không hiểu mấy, nhưng mà từ từ họ sẽ hiểu. Rồi chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn nữa. Đúng rồi. Mình tiếp không Quen? Phần dạ. Này còn dài không vậy? Tiếp tục nữa đi chị, chỉ còn 3 phút nữa thôi à. Ok. Then you understand the step in understanding of the totality.
then you understand how you have to go within inner yourself to understand your emotion. And when you find balance with all the emotions, you find a path to the soul. And that is to your own soul and not the others. Câu này quan trọng nè, chừng nào mình có fine balance, có thăng bằng trong cảm xúc rồi á, thì mới tìm về được cái tâm linh của mình. Bởi vậy thầy khác ổng giỏi như vậy mà, giỏi giống như thần thông vậy, nhưng mà lúc nào ổng cũng đi tìm hòa bình hết trơn. Nhấn mạnh quá trời luôn ha. Cái nữa là quan trọng nữa là tìm ở đâu? Tìm ở bên trong mình. Thầy cái khúc đầu khoảng 30 giây thầy nói đi sâu vào bên trong của mình. Cái này là trong spirituality nó đã nói mấy trăm bài này, it's called the still point, là cái chỗ yên tĩnh của trong lòng mình. Still gì? Still point hả? Đúng rồi đó. Inner still point. Inner peace, you gotta find your inner peace. Yeah, inner peace, yeah. Đúng rồi. Sự an bình trong nội tâm của mình. Cái gì mà anh nói, anh đem ra, cái đó là chính xác nhất. Tại anh chuyên môn về lĩnh vực này. Đúng chính xác. And if you satisfy imbalance to your own soul within the inner structure of it, you find balance with other souls and the universe opens up to the knowledge of the created. Wow, cái này là cái câu này rất là quan trọng luôn á nha. Thầy Cass nói rằng á, khi mình thấy ra, nhận ra được cái sự mất thăng bằng trong cái balance inside trong lòng, trong nội tâm mình á, mình làm cho thăng bằng được, thì mình mới bắt đầu làm cho thăng bằng được với những cái nội tâm của người khác. Rồi lúc đó đó mình mới có được kiến thức, có được cái knowledge, kiến thức của vũ trụ này. Từng bước đi ha. Có khi nào mà mình skip được không ta? Bỏ qua được không? Hay phải đi qua đoạn đường này? Bởi vậy cái clip này rất là quan trọng. Bởi vậy mới nói là mình phải, tuy rằng nó khó cắt nghĩa lắm, nhưng mà khi cắt nghĩa rồi mình sẽ thấy nó hấp dẫn lắm. Cái này giống như mấy người giảng đạo tôn giáo quá, nhưng mà lại không giống. Tại vì cái này cắt nghĩa theo phương pháp khoa học, theo cái trường của plasma mà mình thấy nó, đã thấy nó hoạt động qua mấy cái magraph, qua mấy cái gan rồi. Thành ra cái điểm là cái điểm hay, cái điểm đặc biệt là chỗ này. Thì cũng dễ hiểu thôi chị. Tuy rằng mình nói như vậy nên cách nghĩa nó khó hiểu. Nhưng mà thật ra nếu mà ai mà biết chơi game đi, chơi giống như đá banh đi, hai bên, hai đội đều đá hết. Người này đưa truyền banh qua cho người kia, cái đội này đưa truyền qua cho cái người chơi cùng một đội, người kia đội khác lại giật banh lại. Lúc đó mình đâu có biết nó như thế nào đâu, nhưng mà trái banh nó chạy theo, nhưng mà cái đầu của họ với cái cẳng chân của họ tự nhiên họ sẽ đi theo đó, rồi xong rồi họ sẽ hướng vào đó, rồi họ đá trái banh đó. Thì mình bây giờ nhân loại mình muốn bay lên mà không biết cách nào để bay. Hồi xưa là mình biết, nhưng mà tại vì mình đã đi sâu vào cái thân thể mình quá đi, mình thích cái thân thể như mình quá đi, mình quên đi cái gì mà mình đã có hồi xưa. Bây giờ mình sẽ trở lại lúc hồi xưa mình có, thì bây giờ mình sẽ dùng cái tâm linh của mình, nhưng mà qua cái thể xác này, để biết được cái cách mà để mình đối phó với cái plasma, để control, manipulate the plasma field. Mà mình đã có plasma field của mình rồi, mà mình phải đối diện với cái plasma field của người khác, rồi cái vật trên vũ trụ này nữa, rồi mình mới hiểu được cái interaction giữa mình, cái soul của mình với cái soul của người khác, và cái toàn thể, cái thầu tha đi của vũ trụ. Có một cách khác nói hơn anh quay nữa là, nếu mà mình là thăng bằng rồi đó, mình cũng giống như là reactor, mình là gọi là walking against, mình sẽ phát cái nội lực của mình ra đấy, ổn ổn
ổn định tinh thần của các người, các loại vật xung quanh của mình, gọi là our state of being elevated soul of other people, nghĩa là mình không cần làm gì hết, mình chỉ cần làm bản thân của mình thôi là mình cũng nâng lên cái linh hồn của người khác, kế bình hình mình. Bởi vì có những câu chuyện mà nói hồi xưa như như ông Phật, Chúa, hay là có những chuyện những guru khác, nếu mà người chắc chắn, Mary chắc chắn rằng á, những tôn giáo khác là cũng có những câu chuyện tương tự, không phải chỉ Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo hay là kia, là ông Phật khi mà ông ngồi ông peaceful quá đó, ông hiền, ông như là ông yên tĩnh đến nỗi mà con thú vật ác thú á, gần ổng cũng không có ăn thịt ổng nữa. Chị Mary mới vừa nói á hả, thì Mary cũng nghe đến phải không? Tại vì người ta nói là làm sao mà nâng lên cái tâm thức hay là elevated soul người khác lên, cũng giống như là chị coi mình đã nói thầy khác nói cái plasma flow, cái từ cũng nhờ CO nó chạy qua CO2 nó chạy qua CH3, mình cũng mình mạnh hơn, mình truyền những cái linh hồn yếu hơn, cái là mình sẽ truyền bước đó. Wow, cũng không khác gì ha, đúng rồi ha, rất là đơn giản. Cái đó như kiểu là infinity loop đó, phải không? Như cái dòng và cái dòng bất tận, cũng như mình nhìn cái mặt graph đó, nó có 3 tầng á, khi mà nói lại mấy cái dây á, cái field đó nó phải đi từ dưới lên trên hay từ trên xuống dưới, và nó mới qua bên đó, rồi sau nó qua bên điện, rồi là điện á, mình rồi xong từ điện đó nó trở về để mình vô cái lô là cái ổ gắm điện đó, để mình phát điện ra mình xài. Yeah, cái lô là để cái bậc tải đó, tải điện, dùng điện đó, cái điểm dùng điện. Như vậy nói tóm lại là như vậy là trong vũ trụ thiên nhiên này, dạng vật vũ trụ này á, cái tính chất đặc biệt của dạng vật vũ trụ này là muốn thăng bằng. Đúng rồi, thì mình nếu mà linh hồn mình mạnh hơn, mình ổn định á, rồi mình truyền cái năng lực cho mình đến cho cái tâm hồn, cái soul mà yếu hơn là nó bằng cho giống như mình. Bởi vậy nếu dụ mình để tự nhiên trong thiên nhiên vậy, tự nhiên thiên nhiên nó sẽ cân bằng cho mình à, mình không cần phải làm gì mệt nhọc hết trơn á. Giống như những vùng núi lửa vậy, cả đốt cháy vậy, không có vật nào mà có thể sống được, nhưng mà cũng như là nó đến nỗi mà vi trùng mà bacteria những cái gì để là chết tiệt hết trơn, nghĩ là không có cách nào có sức sống ra, nhưng mà tự nhiên vũ trụ cũng thăng bằng, cũng quán chừng vài chục năm sau có cây cỏ lên xanh tươi à. Thành ra là cái điều này làm cho Mary cảm thấy tin tưởng vào cái bản chất tốt của con người á. Con người vốn là nếu mà về được với tự nhiên á, là mình muốn san sẻ, ví dụ mình cái cường độ của mình mạnh á, tự nhiên mình san sẻ cho người yếu à, nói về cái lĩnh vực tâm linh á, cái đó là điều rất tự nhiên vũ trụ. Mà không biết sao con người mình giờ nó đi xa dữ vậy á. Mất thăng bằng dữ vậy. Nhưng mà mình sẽ trở về với cái sự thăng bằng đó lại. Mà cái mục tiêu cuối cùng á, thế nào cũng phải trở về thăng bằng này thôi, để dịch. Tại vì cái đó là cái tự nhiên trong vũ trụ rồi. Tại vì mình quên mình là divinity, we are God consciousness. Mình quên là mình là thằng tiên. À. Dạ. Mình có đã có bản chất thánh thiện trong người mình rồi, mình quên. Dạ. Ok, bữa nay mấy cái này thiệt là sâu ha, sâu, nhưng mà nó lại là cái nguồn gốc mới giải quyết được tất cả vấn đề, nếu mà đi được về đến cái gốc này. Không về đủ gốc này ra sanh ra đủ thứ chuyện đúng không? Trên thế giới. Okay. Sắp hết, còn vài phút nữa anh Quang tiếp tục hả? Còn vài phút nữa thôi à. Ok. Is the detachment from physicality the answer? Or is it the understanding of the totality of the operation of the soul of the man itself? The answer in understanding how
you interact with many. And the ones who look, they don't see you as an individual atom, but they see man as one molecule of the soul, of the strength. When we call it a man, it applies to the totality of the universal community in their own sense. Tại sao khúc này mà tôn giáo hay nói là khi mà nhìn vào một con người thì chính cái đó cũng là một cái vũ trụ của nhiều cá thể. Tại vì mình khi mà học đọc mấy cuốn sách của thầy Cass á, thấy rằng á, là từ cái neutron đầu tiên á, cũng là plasma, rồi từ đó mà cấu tạo nên sự sống gồm lại nhiều neutron thành một cái nguyên tử, rồi nguyên tử thành một cái nguyên tố, rồi nguyên tố thành một cái tế bào, rồi tế bào thành thì cho trong vũ trụ nó cũng từ là một hành tinh này thành một cái dải thiên hà xong rồi thành đại vũ trụ gì đó, nó cũng là gom từ một những cái trái cầu nhỏ, nhiều trái cầu thành một trái cầu lớn, rồi trái cầu lớn gộp lại trái cầu lớn nữa. Thì các nói trong đây là có những cái cá thể gì, cái vòng tròn nhỏ nè, gom lại cái vòng tròn bự là con người, là con người chẳng khác nào là một cái vũ trụ, và trong Phật giáo kêu là cái tiểu vũ trụ, còn ngoài kêu là đại vũ trụ. Thì đi tiếp à, về cái này em. Man will not reach wisdom of the universe till man finds peace amongst all the creatures on this planet. Wow, công việc này lớn dữ nha. Con người không có thể đạt được gì sự wisdom hả anh Nguyễn? Yeah, the wisdom of the universe. Con người không có thể đạt được sự thông tuệ, thông sáng của ở mức độ của vũ trụ nếu mà trên hành tinh này mà không có sự hòa bình giữa người với tất cả mọi vật. Giữa con người với tất cả among the creatures. Dạ, yeah, tất cả mọi vật, con vật với lại cây cỏ, tất cả luôn. Cây cỏ cũng là vật. Dạ. Yeah. Và thấy nói tóm lại là quyền hành tinh này phải là có sự hòa bình. Đúng rồi. Có sự an tâm. And to start with the humanity, to start with within the structure of operation of understanding of all the creatures of this planet. Phải mà tại sao phải start với phải bắt đầu từ con người, không bắt đầu từ con thú. Con người có khả năng hơn để đem sự hòa bình hả? Bắt đầu từ con người. Tại vì bắt đầu con người là tại vì con người phải có cái trách nhiệm của họ. Mỗi người biết được cái trí thức của vũ trụ. Mà biết được cái trí thức của vũ trụ là mình phải đi vô sâu vào cái tâm của mình. Đi sâu vào cái bản thể của mình và qua cái tâm của mình. Rồi từ đó mình mới hiểu được cái cách của vũ trụ như thế nào. Và xong rồi mình mới nhận được, rồi mình mới biết được cái sự hiểu biết đó. Và hiểu biết đó mình phải hòa bình với tất cả những người trên hành tinh này và những người trên tất cả vũ trụ nữa. Rồi mình mới xác minh được nhiều cái mà mình chưa từng biết. Ok. Any questions before we lose more? Okay. Xong phần này anh Huy ha. Yeah, wow. Thầy guess thầy mới nói là có ai hỏi nữa không? Chắc ai cũng yên lặng luôn ha. Tại vì con người hiểu mà con người hiểu ít, nhưng mà trước xa cũng hiểu hết rồi. Nhân loại mình ở giai đoạn này rồi,
Bởi vậy tại sao mà phải chia sẻ với đồng bào cái clip này? Tại vì nó sâu sắc nhưng mà nó cũng đơn giản lắm. Nếu mà mình hiểu cái căn bản của nó là gì, thầy Cass sẽ đem ra nhiều cái hay nữa về cái linh hồn, cái soul, rồi để mình, rồi xong rồi từ đó mà ai hiểu được, rồi làm ra mấy cái mặt ráp, rồi mới hiểu cái mặt ráp như thế nào, rồi họ lấy cái linh hồn của họ mà họ gắn với nhau, nối kết với nhau thì mình sẽ có đủ năng lượng để giải quyết những vấn đề hiện giờ mình đang thiếu là energy transportation, như sự bay của mình chưa được đạt tới, nhưng mà mình hiểu được cái soul là gì mình sẽ bay rất là dễ. Cảm ơn chị Mary đã thông dịch. Tuy rằng cái này rất là khó, ba người của chúng ta góp lại với nhau để cho quý vị hiểu được. Nếu mà quý vị còn thắc mắc nữa hay là quý vị hiểu sâu sắc hơn, xin mời, tại vì cái ngôn ngữ của chúng tôi còn chút xíu hạn chế, nhưng tương lai chúng tôi sẽ hiểu sâu nữa và cắt nghĩa sâu xa hơn nữa những gì mà thầy Cass dạy, chỉ dạy. Mary muốn nói là chúng tôi ở đây chỉ là những người bắt đầu thôi. Bắt đầu tức là chờ nhân tài ra thôi. Tôi vừa làm mà vừa học chứ không có phải là với tư cách là thầy dạy gì hết. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Mọi người đều là thầy. Mà tại vì tương lai ai cũng là thầy hết thì mình sẽ bớt đi sự khó khăn trên đời này. Dạ. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái video nữa là 147 sự kiện gỡ Ghana. Thì hiện bây giờ đó thì chỉ nói tổng quát thôi, là theo kinh nghiệm thì cái thầy Cass nói đó, trong cái video 147 Knowledge Workshop á, thì hiện bây giờ nhận hồ sơ, nhận đơn của 80 bệnh nhân ung thư để nó kêu là clinical trial ở Ghana, nhưng mà hồ sơ đó thì bây giờ đang nhận, nhưng mà đang thương lượng với chính phủ của Ghana để chấp nhận cái international patient, những bệnh nhân trên toàn thế giới. Nhưng mà nếu mà người Việt mình thấy mà muốn đi đó thì nên vào cassfoundation.org trong cancer trial, clinical trial, rồi nạp đơn đó, nếu mà có cần giúp đỡ thì chúng tôi sẽ giúp đỡ cho. Nhưng mà nhận biết hay là không thì tùy theo cái hồ sơ mình, như quốc gia của Ghana nữa, bệnh nhân quốc tế, kêu là bệnh nhân quốc tế để tới Ghana chữa trị. Thì bây giờ mình chỉ biết vậy thôi, nhưng mà thầy Cass nói chắc phải chờ thêm, khi mà thầy Cass có tin là sẽ tôn tin ra rồi chúng tôi sẽ nói lại hay là biết tin mà gấp nữa thì tôi sẽ đăng lên trên KF Vietnam International. Cái này là chữa trị trên danh nghĩa, nói là không phải là chữa trị dứt bệnh hay gì, trên danh nghĩa chỉ dùng cái chữ là chữa trị thử nghiệm thôi, thí nghiệm chữa trị ung thư, clinical trial. Mà bây giờ theo cái case cũng nói là mỗi bệnh nhân bây giờ chi phí là đến có thể là 5.000 euro để mà đi chữa bệnh đó, mà cái tiền này không phải là trả cho viện Cass
không phải trả cho Khác Foundation mà là trả cho chính phủ ở Ghana hay là những chính phủ không biết họ làm như thế nào, nhưng mà có thể là từ 5.000 euro cho đến 10.000 euro, không biết có cái con số này có thay đổi hay không. Dạ nhưng mà đại khái là hiện giờ là nghe như vậy. Và số tiền này không phải là trả cho Care Foundation. Lúc trước thì Khách cũng có nói là ý định là mai mốt nước Phi Châu sẽ giàu. Tại vì là một nước nghèo nhất mà bây giờ có cái công nghệ của plasma. Nếu mà mấy nước khác không chịu theo kịp nước Phi Châu mà plasma họ giỏi quá thì những cái gì mà cần giúp đỡ là phải bay qua Phi Châu rồi. Bay Phi Châu thì là tiền sẽ vô nước Phi Châu. Nếu mà thế giới này còn xài tiền. Đúng rồi chị. Không thôi mình phải cố gắng mình học cho nước của mình giúp nước mình thì đỡ phải tốn tiền. Ok. Rồi ha anh Nguyên, còn gì nữa không ạ? Dạ xong rồi chị ơi. Cái khúc đầu này là xong rồi. Nếu mà không có thêm nữa thì mình đi tiếp. Ok, mình phải cần đi tiếp. Đây là một cái video, hàng loạt video. Bộ video này gồm có 5 cái video. Và đây là cái này là cái chót về cái nguyên tắc căn bản của plasma, nói về trong cái cuốn sách của thầy Cass. Phần thứ 5 này có tựa đề là thiết bị bay và sự hình thành của ánh sáng. Mary đọc sơ sơ qua cho nhanh. Thì giờ cũng không còn nhiều, nãy giờ cũng 2 tiếng mấy rồi. Lời giải thích về nguyên tắc tạo ra ánh sáng và làm sao ánh sáng đó hiện ra xung quanh các thiết bị bay, bởi vì nó được trang bị với các hệ thống định vị của từ lực và trọng lực. Kỹ thuật này đã được khai triển và sử dụng để trong khi du hành trên không gian thì cũng có thể có điều kiện tương tự như trên trái đất. Trong đoạn phim thứ 5 này về cuốn sách mới của mình mang tên Trật tự của vũ trụ trong quá trình sáng tạo ra vật chất, The Universal Order of Creation of Matters, kỹ sư hạt nhân Maran Cass đã giải thích một cách đơn giản làm thế nào để ánh sáng được tạo ra. Điều này xảy ra khi từ quyển của proton tiếp xúc với từ quyển của electron, khiến cho các mảnh vụn năng lượng sau đó bị văng ra. Hiện tượng này đã thấy qua trong các lò phản ứng plasma đặc biệt. Khái niệm này có thể giải thích tại sao các vật thể bay không xác định là UFO có ánh sáng xung quanh phi thuyền. Các từ trường nhỏ là các hạt cơ bản thực có nguồn gốc của nó từ một hỗn hợp như mà là một món súp từ trường trong vũ trụ. Các trường với sức mạnh tương tự hoặc tương đương có thể liên đới thành một khối năng động. Ba khối như vậy với sức mạnh khác nhau tạo ra ba loại hình cơ bản của vật chất. Đó là vật chất gốc, vật chất chuyển tiếp và vật chất. Chúng có thể hợp lại để tạo ra hạt plasma cơ bản đầu tiên, hay còn gọi là một neutron. Hạt neutron này có thể phân hủy thành một plasma của một proton và một plasma của một electron. Và cả hai vẫn còn chứa các bộ phận của bộ ba các vật chất của plasma gốc. Mỗi cá thể proton và electron có từ quyển riêng của nó. Và cả hai gộp chung với nhau cũng có một từ quyển chung. Mà từ quyển này được điều khiển bởi lực của từ trường và trọng trường. Điều này cũng tương tự như trường hấp dẫn bên trong và từ trường bên ngoài của trái đất. Dựa trên những nguyên tắc đầu tiên và mới mẻ này, các mô hình của lò phản ứng đã được thiết kế với các kết quả tuyệt vời như tạo ra lực nâng và chuyển động mà không cần đốt nhiên liệu và đạt được sự hợp nhất một cách đơn giản. Bây giờ chúng ta có thể đáp ứng không tốn kém cho bất kỳ nhu cầu nào ở mọi lúc mọi nơi với một năng lượng lớn như là điện và nhiệt cùng với lực chuyển động tạo ra thực phẩm vật liệu mới. Giống như các chất liệu nano SP2 và SP3 và phát triển một công nghệ không gian mới. Okay. À, mình xem video này khoảng 9 phút ha. Dựa trên cái lời tổng kết, cái là bản tóm tắt, lời tổng kết mới. Can we talk about light and how light is created? Usually in the nuclear physics, we recognize electron of an atom where through a fuzzy light or fuzzy cloud, which is rotating around the proton. The light
in this case is created through where the plasma field, magnetic field, or the magnetic sphere of the plasma of electron interacts with plasmatic magnetic field of the proton. And what is left as a residual magnetic field is light. The same process is repeated. When we look at the plasmatic magnetic fields, when arrived from, the, for example, the Sun to the plasmatic magnetic field of the Earth, somewhere away from the Earth on the upper atmosphere, the two plasmatic magnetic fields interact and they slow down because they collide with each other, it's collusion. And when they collide, the plasmatic magnetic fields left over, or magnetic fields left over, is light, and that's how its light is created, through the interaction of the two plasmatic magnetic fields. When they slow down, we see the slow version of it as light. In reality, when the magnetic field has slowed down to produce light, therefore the light cannot be the ultimate speed that it has been considered up to now in the world of science. The light is part of the overall spectrum of the speed, and in so many ways it's very easy to know how it's created. What we've done through our developments, we have developed reactors which actually create very simple reactors like this. This is exactly spherical, the same as the Earth. The magnetic field created around these reactors are beyond, when they reach beyond the boundary of the reactor, they interact with the plasmatic magnetic field of the Earth and they create light, they create the shiny lights. In so many ways, now we can explain. If, as people say, they have seen bright lights in the sky and they see different brightness, strength of brightness, is these systems, if they are and they do exist, they use gravitational system as what we have discovered and what we have developed. So now they are not unidentified flying objects, but in reality they are systems which they use gravitational magnetic fields, where the plasmatic magnet created within the center of the reactor of the system, in its interaction with the plasmatic magnetic field of the Earth, which is both gravitational magnetic field and the magnetic field of the Earth, that residual interaction of the two fields, which is light, is created. So we see them as bright lights. They come with a different intensity because of how we see the same principle in the universe. We see a star with different intensity. The intensity comes literally from the strength of the plasmatic magnetic field created inside the star, interacting with the hydrogen plasma on the top layer of the star. The plasma's magnetic field of the hydrogen is constant. The only thing which can differ is the strength of the plasmatic magnetic field which is created within the center of the star. So the star is stronger, they create an intenser light. We see the same thing with our reactors. When they use a stronger magnetic field, create a stronger magnetic field internally, we see a brighter light around them. So we know the answer to UFOs. They're not UFOs, they're gravitational systems. We understand the concept, we understand the technology, we develop the technology, and that's the consequence of what we are and what we do. What we have realized is that, as you see, there is another reactor. Most of the objects in the universe are literally circular, spherical, as you see. We never see in the universe a cylindrical object or any other shape. This is the reason why the magnetic fields entangle, they link up to each other, so they make a spherical shape. And that's how the spherical shape is created. At the same time, we have developed half a spherical reactors, because we find it's much easier to manage for the space technology. So, in so many ways, we see half disks flying in the sky, we develop the half disk system, and they work. On the other hand, it comes to one of the most fundamental principles in the world of science. Why light bends near objects like stars, near objects like heavy gravitational centers. Light is magnetically based. And for the first time, we, as explained earlier, gravitational fields are created through interaction of magnetic fields. So gravitational fields are magnetic field based. So two similar things interact. And that's why we see the bending or the lensing of the light. At the same time, we come to another phenomenon of what we call
the dark lights or dark spots on the sun. Dark spots on the sun appears very much during every 10.5 years, 11 years cycle of the polarity. When the magnetic field in the center starts moving, so there is more interactions with the top layers on the surface, because the magnetic fields of the center of the planet or the star are created through the hydrogen atoms, and the surface of the hydrogen atom too of the plasma of the same, they create a balance field, or they create what they call the dark spots, which means in reality there is less fragments of light left to create. The same principles applies to the rings of the Saturn, and the same principles of dark matters, which we have explained in the book. On the other hand, what is very interesting is that from now on we have developed, we know the technology, how to make crafts that are mass independent, because now the mass is totally independent of the where the star or where the system is. We know how it works. We hopefully can use this technology for advantage of humanity. And at the same time, the same principle, the same concepts of having in reality understanding that the plasma is made of the matter, the dark matter and antimatter, and the residual magnetic fields within it. Doesn't matter if it's a proton, if it's an electron, or if it's a star. The whole thing, once we understand this concept, we can use it for different purposes. For example, we have reported in the past, very recent past, that we have managed to coat diamond structure materials on wires. We've taken this knowledge from the same what we spoke about into medical side. We see how MS can be eradicated very rapidly, the understanding and use of this technology, how other illnesses which we have trial tested have been eradicated. Maybe at the end we can conclude in one thing, that is where we started this discussion regarding the fire, burning of the wood, and at the same time we have to depart from this ethos of burning. Now we have learned how to use the magnetic fields of the matters within the structure of a plasma. We do not need to burn. We do not need to destroy. Maybe in the long run we will learn more about how these matters and the interactions will help us to achieve what we were looking for and what we wanted from us. In a way, as the picture of the book says, it's a trinity between the matter, antimatter, dark matter. And this trinity, if it's understood and utilized properly, will come to a point that we can have as much energy as we need, we can produce as much food as we need without destroying the environment. And at the same time, maybe it's a time to say, in understanding the new construction of the plasmas, in the construction of the universe, there will be never an end to the universe, because these magnetic fields forever interact. Doesn't matter what the strength they are, they produce new conditions, new environments. So I hope we have opened a new insight into the world of science, and at the same time we have developed technologies which proves our concept and what we have developed. Thank you very much. Wow, thầy Cass nói nhanh, dễ sợ. 9 phút mà nghe giống như 3 phút. Tức là vũ trụ tương tác mãi mãi, không bao giờ kết thúc, không bao giờ chấm dứt. Năng lượng lúc nào cũng có ở đó, không bao giờ hết. Chỉ là mình không có cơ hội để... Hiện bây giờ mình có cơ hội nhưng mà mình chưa biết dùng nó như thế nào. Nhưng mà gần sẽ sắp sửa mình sẽ biết dùng nó, dùng các nguyên lý này như thế nào. Tại vì mình muốn biết những cái plasma này nó hoạt động như thế nào. Mình phải biết cái plasma trong người mình nó hoạt động. Cái hai cái nó phối hợp với nhau, mình sẽ hợp lại với nhau.
Nhân loại mình đang đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ từ cái mà mắt thấy được, bây giờ mới đi sâu vào trong cái mà mắt không thấy được, mà nơi đó lại có năng lượng đủ thứ hết mà mình chưa có thấy hết, mà chưa có, cũng chưa có hiểu rõ hết. Nhưng mà mình học cái cách mà thầy Cash giảng rất là đơn giản. Thật ra còn cái hay nữa đó là mấy cái chất mà nhỏ đó là mình, nhân loại mình tưởng là cái gì á, tài đó cũng phải là bự, như nó mới có năng lực nhiều, nhưng mà thật sự vũ trụ tạo cấu tạo ra toàn là những cái mà nhỏ. Nhỏ nhưng mà nó cần thời gian, mà khi nó có thời gian rồi nó sẽ cấu tạo ra những cái chất đại. Mai mốt mình sẽ học thêm nữa cái cách mà thầy Cash thích nghĩa nó như thế nào. Cảm ơn chị Mary đã đưa ra mấy cái tích này, và tất cả là ai đã thông dịch và bỏ vô cái subtitle, rất là cảm ơn. Rồi anyway, không có chi rồi, tiếp tục ha. Yeah. Cái này là cái file của chị Heather Bryan mà chị đưa ra, có nhiều cái idea, chắc mình nói sơ sơ qua thì giờ cũng sắp hết rồi anh Quen. Mình nói khoảng một trang đó thôi, rồi sau này mình nói tiếp ha. Dạ. Yeah. Rồi coi đây là cái để bấm ra cái file này. Cái chị này chị tỉ mỉ ghê nha, chị là physical therapist, chị là người chuyên gia trị liệu về vật lý á, là chị làm rất tỉ mỉ đàng hoàng, rất là chuyên môn professional giống như trong nhà thương vậy. Chỉ tốt bụng, chỉ làm mấy cái gan này, túi gan này chỉ gửi tặng cho người ta, rồi chỉ có một cái file hướng dẫn. Tiếc là cái này bằng tiếng Anh á, mà Mary không có đủ thì giờ dịch không nổi, dịch không hết. Thì ra chỉ nói sơ sơ qua để làm cho nó to một chút thấy à. Nhưng mà dịch được một trang họ sẽ kéo xuống cái trang thứ 5 á, thấy cũng thú vị lắm. Cái này có chuột gì đó, coi chị á, cái này chỉ là mấy cái liên kết để lên vô website của thầy Cash thôi, bắt đầu từ cái gan này mà chị đã chụp hình từng cách một cái những cái ý tưởng mình có thể áp dụng như thế nào, nào là để gan để mà buộc tóc, không phải buộc tóc, gan này để là ở dưới cái tóc nhưng mà để dán ở đằng sau lưng bị đau nè, rồi cái chỗ nào mà người nào exercise tập thể dục nhiều á hay đau bắp chân nè, nhất là người phụ nữ hay bị đau ngay bắp chuối, mấy người làm việc nặng nhiều nè, đau lưng đắp lên nè, cách nó làm việc là mới vừa cast nói là xô đó, linh hồn là đưa nè, cái linh hồn mạnh thì nó đưa cho cái linh hồn yếu hơn, nâng tâm thức của họ lên. Cái trường plasma cũng vậy, nó hoạt động theo cách đơn giản vậy nhưng mà có thể giảm đau được, bị phỏng tay nè, hoặc là phỏng tay đắp lên, hoặc là bị nhiễm trùng nè đắp lên nè. Ở này á, người nào bị căng đầu óc nặng, căng thẳng quá, bị nhức đầu có thể đắp lên được nè, nhờ mấy cái tấm hình này mà nhìn rất là đơn giản, khỏi cần phải hiểu tiếng Anh, nhìn hình là hiểu rồi. Cái này là lỗ tai mình có vấn đề mình có thể đắp lên, hoặc là mũi của mình bị viêm xoang, bị khó thở, cài cách đắp lên nè. Cái này dùng cái gan mà chung quanh, không biết có phải chung quanh hay không gì đó, hai lớp à. Cái cup này, cái ly này có hai lớp. Mình để cái miếng, cái tấm health pad là tấm có gan á, ở trong cái bao ni lông đó, mình quấn chung quanh cái lớp, cái thành của cái lớp ly ở bên trong, mình có thể hít cái hơi của
plasma của trường plasma. Alkaline power up your drinking water. Mình có thể bọc những cái bịch gan này chung quanh cái chai, nó cũng có thể làm cho nước ở bên trong nó tăng lên cái độ kềm. Mà theo như khoa học nói là nước mà nó có độ kềm cao thì vi trùng, vi khuẩn sống trong đó không có được. Giống như là nó đã sát trùng cho mình, nước an toàn dùng được. Cái này chỉ cách bơm nước plasma vô trong cái ly. Còn ở trong nhà có thể dùng đủ thứ, có thể dùng cái nước gan này để chùi, làm vệ sinh, chùi sàn nhà. Rồi này là gì nữa đây? À, lotion. Dùng kem thoa nữa này để vô nè. Cái này thấy có để chữ CO2 với lại zinc oxide, gan kẽm, tốt cho cảm xúc của mình. Kefir and kombucha. Cái này là nước uống anh Quyền? Dạ, yeah, pha vào trong nước uống uống ha. Lunch box à. Cái kombucha nó giống như cơm rượu vậy đó. Nó có mùi như cơm rượu vậy ha. Nó giống như cơm rượu mà nó uống nó có cái gan. Rượu thì nó có tính âm hơn, mà cái gan này nó là cái tính dương này ra. Âm dương vô nó điều hòa nhau, thăng bằng, cân bằng nhau. Thật ra nó không phải là rượu, nhưng mà nó là cơm rượu, nó tự tương. Nó lên men, tức là nếp mà lên men thôi, chưa thành rượu, sắp sửa thành à, giữa chừng. Chè nó làm rồi lên giống như giấm gì đó. Nó như giấm vậy hả? Nó lên men như giấm, à chà. Okay. Cái này có hộp thức ăn trưa nè. Double wall, cup double wall là cái ly hai lớp. Nó làm cho cân bằng cái độ pH, attribute of the wine. À, tại vì những theo như nếu mà ai có nghiên cứu về cái vấn đề mà độ kềm với lại độ acid đó, là âm dương, thì chất rượu nó nằm trên cái bảng danh sách là nó có độ âm rất là cao, rất là âm. Cho nên là nó dùng cái nước plasma, nước CO2 vào nó làm cân bằng rượu, làm cho rượu bớt âm. Plasmify the glass before use. À, chị xịt vào. Có nhiều ý tưởng, công nhận nha, chị Heather này, chị sưu tập nhiều ý tưởng hay á. Có nhiều cái mình chưa nghĩ ra đó, mà có mấy hình này rất là hay. Coffee maker. Cái này là cho những người nào mà học sinh plasma mà muốn. Có người nói Mary lúc trước là họ muốn nghiên cứu cái công nghệ này để đưa vào đời sống, để giúp cho những người nghèo và những người hay bệnh hoạn. Thì đây là quá chừng đủ đầy đủ ý tưởng rồi, không biết còn sót gì. Hình như cái gì mà có thể nghĩ đến là chỉ nghĩ ra hết rồi. Coffee maker water nè, đó. Preserve the cái gì, plasmify fruit and vegetable before storage. À, cái này á, là dùng cái nước plasma xịt vào hay là rửa nè, để cho trái cây với rau cải nó được tươi lâu hơn. Rồi cái này là cũng tiện lợi lắm đó. Lúc trước mình có, kỳ trước mình có nói rồi, nhất là những người mà kinh tế bị hạn hẹp đó, thay vì mình mua trái cây về mình để có 2 ngày nó héo, hay rau cải 2 ngày nó héo, mình phải mua khác nữa là tốn tiền rồi. Còn này mình để được 4 ngày, 6 ngày, như vậy là cũng tiết kiệm được tiền cho gia đình rồi, mà lại sức khỏe lại tốt nữa. Mà cái tính chất của plasma nó có thể là làm mà thăng bằng lại những cái đồ ăn GMO, là những đồ ăn mà họ dùng công nghệ GMO, dịch tiếng Việt là gì ta? Dùng công nghệ là thay đổi gen á. Thay đổi gen làm cho cái rau cải đó nó không còn tự nhiên, không còn bình thường nữa, mà mình dùng nước plasma nó có thể cân bằng lại. Nó làm cho rau cải, rau củ nó quay lại trạng thái tốt, tự nhiên, giống như là rau quả sạch, như là rau quả hữu cơ vậy, organic. Đó là có lợi sức khỏe. Thứ nhất, nó tươi lâu, nó làm cho mình đỡ tốn tiền. Và thứ nhì nữa là nó trở lại cái trạng thái cân bằng của thiên nhiên. Trong cái gen đó, trở lại cái gen đó tốt,
Trong thiên nhiên thì mình sẽ tốt với sức khỏe, không có bị hại như là những đồ ăn xịt quá chất rầy cũng vậy. Nó có cái tính chất là cân bằng lại, làm cho bớt độc nữa. Có 3-4 lợi ích trong đây, thành ra tại sao không có áp dụng? Nhiều khi người ta không có biết, mà mình nếu mà mình biết, mình chia sẻ với người ta, mình sẽ giúp ta rất nhiều, giúp 3-4 điểm lần. Vừa tiết kiệm tiền, vừa tốt với sức khỏe. Rồi còn này là dùng nước plasma cho làm mỹ phẩm, kem đánh răng, đủ thứ hết trơn nè. Rồi chỉ nghĩ ra còn này là cái này là xịt để cho cái chỗ nào mà bắp thịt mình bị đau đó, xịt vào hay mệt mỏi, xịt vào hay là cảm xúc không thăng bằng, hay là cảm thấy như mình không có được an lạc lắm, tâm hồn mình không có được an lạc lắm, cũng có thể xịt vào làm cho mình được an tâm, yên ổn cảm xúc. Rồi về da nữa nè, xịt lên, ồ đủ thứ hết trời. Tắm nữa, à nếu mà ngứa da. Còn bên ngoài nè, trời cái ý tưởng này ý tưởng này chưa ai nghĩ ra, chắc có nghĩ ra rồi nhưng mà chưa có ai đưa hình lên. Lần đầu tiên Mary thấy là rainwater storage, là những bình nước mưa nè, có bao giờ nghĩ mà để nước plasma vô trong đây hay không? Rất là tốt nha. Ở nhà Mary đó, nhiều khi cái mấy cái bình mà hứng nước mưa đó, cái nó nước nó hơi động chút á, mà không có thì giờ nó chạy ra để chút cho nó hay đậy lại á, thì đem lấy một cái chai mà nước plasma CuO á, là cái màu xanh á, với lại cái màu trắng á, CO2 CO2 á, cứ nhiễu giọt vô, mũi nó không có đẻ trứng vô đó, nó không thành mũi. Còn không thôi mình lười biếng mà mình cứ để nước nó động gì 2-3 ngày sau á, mũi nó đẻ vô, rồi nó ra mũi nhiều chích quá chừng luôn. Nhưng mà bỏ cái nước plasma CO2 với lại tí xíu CuO vô nước mưa là work, nó có hiệu quả ngăn ngừa mũi. Okay, less maintenance chemical, how big should this plant be? Cái này gì vậy? What? À cái này là cái hồ bơi, bởi giờ hồ bơi. À cái idea này lúc trước anh Thịnh có chỉ nè, quấn cái dùng cái plasma để trong cái water filter, bình lọc nước, thì mình có thể hưởng được cái feel. Còn này xịt vào những cái chỗ hồ tắm. Wow, có idea nào chưa nghĩ tới không? Này là gì đây? À cái này là cái bình xịt hơi ẩm nè, hơi ẩm trong nhà sẽ hít được cái trường plasma. Tưới cây, đây là strawberry nè. Thì strawberry mà thường thường á, để khoảng chừng 1-2 ngày mà ở ngoài mà ấm cái là nó bắt đầu dập rồi, nó không còn tươi nữa, rửa nước plasma sẽ lâu hơn. Ồ còn cái này cũng hay nè, bỏ vô trong cái xà bông, mỗi lần giặt đồ á, bỏ một cái cup nước plasma vào, hoặc là Mary nhà thì bỏ vô trong xà bông luôn, xà bông mà xà bông nước á, bỏ vô một cup vô thùng đó, rồi giặt đồ, đồ đó cảm thấy yên tĩnh. À cái trang này thì có tiếng Việt, hồi nó coi sơ qua, đọc qua sơ về cái kinh nghiệm. Nhất là người Việt Nam mình có yêu cầu là nói nhiều, nói thêm những cái gì mang lợi ích gì cho nông nghiệp á. Ra Mary để ý đến này, dịch cái trang này có cái kết quả xét nghiệm về cây xà lách, giữa xà lách thường với lại xà lách có tưới nước plasma thì kết quả ra sao, họ sẽ đọc cho nít nữa nè, dùng plasma để mà bỏ vô trong cây viết. Cái này là gì, bubble stick là gì đây, có ai biết bubble stick là gì không? Chính như là cái này hay nè, cái này mà con nít á, mà tả mặt á, hay bị đỏ da, mà da mẫn cảm á, thoa này vô dễ chịu lắm, sẽ không có đau. Phu nè, mèo nó cũng thích hả? Trong này chị Heather đưa cái tấm hình là con cá này nó sắp chết, mà dưới đây nói rằng revive goldfish là nhờ nước plasma, chắc CO2 quá, chắc CO2 rồi. À, cá nó sống trở lại nè,
Chị nói rằng chị dùng cái hình này, chị nói chị dùng cái nước plasma CO2 với zinc oxide này trong cái nước này. Không biết cách nào, không biết là pha vô hay là quấn chung quanh mà cái nước này nó không có bị nhớt. Bữa nào Mary mày thử nước thẳng đây. Còn còn mà để cái chai, ở nhà Mary để cái chai có nước plasma CO2 rồi cái chai đó để vô trong cái xô nước thì thấy nó cũng cũng có nhớt đó. Nhưng mà cách của chị làm chắc có lẽ khác, chắc chị pha không đó. Ok. Ồ, con chó này chị nói rằng là tối hôm qua đó thì chị đã đắp một cái tấm có nước plasma, tấm bao ni lông có nước plasma lên trên cái hông, cái mông của con chó này đó. Thì sau đó 15 phút sau đó trên cái hông á, cái hiếp đó là được là đắp lên 15 phút, còn trên cái vai của con chó là đắp được mà đắp 10 phút. Thì cái sáng sớm ngủ dậy đó, con chó nó không có còn rên rỉ nữa. Chắc gì đau và nó bắt đầu nó nhảy ra. Nó nhảy ra rồi bắt đầu nó cái chân của nó không còn bị cà thọt nhiều như tối hôm qua nữa. Nó không còn cứng ngắc nữa. Thật ra con chó nó được khỏe trở lại à. Chưa khỏe được 100% nhưng mà không còn cà nhắc như là bữa tối hôm qua nữa. Thì đó là sơ sơ của file của chị Heather đây. Ok. Các bạn, quý vị có thể download cái bản này. Bản là tiếng Anh ha, chưa có tiếng Việt. Tiếng Việt thì có một trang thôi, nằm ở trang kế tiếp. Download bằng cách cái file PDF á, nằm trong KF Việt Nam International. Các bạn vào đó download. À, có cái lớp trồng trọt. Sẽ có lớp trồng trọt agriculture dạy. Khi Mary thấy cái này thấy mừng quá. Tại vì cái lớp trồng trọt á, mới đầu là chỉ dạy riêng thôi, chưa có công cộng. Vừa mới nói tại sao chưa có công cộng, giờ lại có. Liền có cái lớp công cộng này của người Úc dạy vào ngày Chủ nhật là ngày mai nè. Bắt đầu họ dạy rồi 7 giờ tối giờ Úc Châu. Mỗi tháng dạy dạy vào chủ nhật thứ gì với chủ nhật thứ tuần chót hàng tháng. À này đến chợ. Và đây là có cái ID này, cái Zoom nào vào đó mà nghe, những người nào quý vị nào nghe được tiếng Anh nó vào chắc thế nào cũng có thu thập được nhiều lợi ích. Người Úc Châu họ giỏi về trồng trọt lắm quý vị, đó không quen. Họ giỏi về permaculture. Yep. Permaculture là cái cách mà trồng mà theo thiên nhiên, theo tự nhiên, nương theo tự nhiên á, chứ không có trồng mà không có đào xới rồi trời dùng hóa chất đồ nhiều. Là họ để cho tự nhiên phát triển và trồng những cái giống cây, nhiều loại giống cây khác nhau trồng chung để nó tự giúp đỡ lẫn nhau thành nguyên một hệ thống sinh thái vậy. Mà vì vậy mà cũng không cần phải dùng, tự nó trừ sâu bọ luôn, nó thăng bằng á, sâu bọ nó không phát triển nhiều, nó không có dùng hóa chất. Mà bây giờ tiến lên một bước nữa, không phải là permaculture nữa mà là plasmaculture. Oops, đi nhanh quá. Ok. Ở trong cái knowledge seeker workshop là cái buổi hội thảo số 147 của thầy Cass á, có khúc đầu có nói về cái quảng cáo về cái buổi dạy công cộng này nè, hoàn toàn miễn phí quý vị có thể vào xem. Ở trong đây có thấy có một cái thí nghiệm mà dùng cái hạt mà cái hộp mà củ cải trắng á, daikon radish. Một cái thì ngâm nước thượng, cái thì ngâm trong nước plasma mà để tươi được 40 ngày á. Sau 40 ngày là bắt đầu hơi héo héo thôi mà vẫn còn để nữa thêm mấy tháng nữa. Mà lúc mà nó tươi, còn tươi, có thể ăn được tốt á là đến 40 ngày lận. Chỉ nói sơ sơ vài điểm thôi. À, đây là nước gan nông nghiệp nè, Mary, để Mary đọc cái phần... ở dưới đây ha, là họ thí nghiệm cái cây cải salad. Thấy cây cải nhỏ nhỏ bên phải nè là dùng nước thường, cây bên trái á, là dùng nước plasma. Mà cái cách họ trồng á, kêu là aquaponic. Mary không có rành về cái này nhưng mà
check trong dictionary, tra từ điển á, thì họ nói rằng cái này chữ này là như là thủy sản với lại thủy canh, tức là ở dưới á, thì có sản phẩm của nước là có cá dưới, ở trên á, là canh tác là trồng rau ở trên, mà cái này ở dưới là dùng nước plasma. Không biết anh Thịnh có rành hay là có biết chút gì về cái vụ mà aquaponic này không ạ? Aquaponic thì hai trò này cũng giống nhau thôi, nhưng mà aquaponic có cá trong trồng, cá nó đẻ mấy cá gì, nó có phần của cá đó nuôi cho mấy rau cải. Lúc mà trước khi có plasma, giờ thì sao plasma này cứ bỏ vô cái con cá này không mạnh mẽ tốt hơn, lớn hơn nhiều hơn, mà thêm rau cải cũng lớn mạnh hơn, khỏe hơn nữa, mà sạch nước cũng sạch hơn nữa. Bởi vậy đây nói cá và rau đều tươi tốt. À, cái chữ hypoponic là chỉ là nước không hả anh Thịnh? Nước không rồi. Còn aquaponic là có cá trong đó. Đúng rồi. Thì từ mấy cá nó ở một chỗ, nó nước nó lượt cái chỗ đưa cho mấy cái cải. Cá, phân của cá như là bón phân cho rau cải, hay quá ha. Họ cũng suy nghĩ hay quá. Cũng giống như là ở trên đất trồng đất á, thì phân gà đó là rất là tốt cho cây cỏ. Còn trong trường hợp này là phân cá, không vừa nghĩ đến điểm này. Bởi vì cái cây này là cái rễ này là ở dưới nước này ha. Ở trên đây là cây họ đục lỗ để cho trồng xà lách, chứ họ gắm xuống rồi dưới đây nước nó nuôi cái rễ. Đúng rồi. Còn đấy, cái chai này chắc là nước plasma quá. Đúng rồi, đây mình nói giống như mấy anh Việt Nam mà trồng á, nếu mà có tiền được trồng xét cái aquaponic, hydroponic nó dễ tiền hơn. Tại cần bỏ một chai plasma chấm thôi à, nước có đủ dinh dưỡng ở trên rồi, không cần bỏ phân bón giống như mình trồng kiểu xưa nữa. Đúng rồi anh Thịnh ơi, Mary thấy trong đây chị Heather này chị tốt quá, công chuyện của chị đem lợi ích rất nhiều người. Chị có để cái link là Plasma School Library Australia, trong đấy có 4 cái video, mỗi cái khoảng chừng 15 phút thôi, mà mấy anh người Australia là gì, người Úc á, họ dạy mà tỉ mỉ bằng kinh nghiệm của họ, rất là hay, nói chuyện rất bình thường thôi, không có gì mà cầu kỳ. Cũng không có nói nhiều nữa, họ chỉ nói ít thôi, nhưng mà họ đưa ra những information rất là hay về plasma, những kinh nghiệm chắc mà cũng hấp dẫn nữa. Mary coi thấy thích lắm, chắc là mấy kỳ tới á, mình sẽ làm hội thảo đó, mình đưa mấy video từng cái, mỗi một tuần một mục vậy đó, chỉ có khoảng mười mấy phút rồi bàn thảo, rất là hay. Ở trong đây còn cái hình bên đây ha, là bên mặt cái hình bên phải á, là cái cây cải mà có nước plasma, còn cái hình bên trái là cây cải á, nước thường thôi, mà cái này là trưa chủ nhật trời nóng 30 độ C, 30 độ C là không biết độ F là gì, nhưng mà người Việt mình 30 độ C chắc họ biết là nóng lạnh cỡ bao nhiêu. Ngày vào tháng 3, làm tháng 3 rồi. Cây này nó héo nè, còn cây xà lách nè, bên đây có nước plasma nè, không héo nè. Muốn hỏi anh Thịnh là hypoponic á, mình có hệ thống gì đặc biệt không, hay là cái ao ví dụ ao dịch, ao cá bình thường ở Việt Nam á, mình có thể coi nó như là một cái hypoponic không? Hypoponic thì nó rất là đơn giản mà cũng không có phức tạp, mình có thể tạo đủ cho cái creativity của mình, cho mình muốn nghĩ sao mình làm, chỉ cần là, nói chung là thì cũng có tạo được, rất là dễ chế biến nó thành cái thành hydroponic, không có cần cái bơm nước thôi vô nó lượt mấy chỗ khác. Phải có hệ thống bơm với hệ thống lượt nữa hả, chứ cái ao bình thường, ao tự nhiên cũng dùng được nữa, tại vì thì bỏ giống như cái hình cái chai hình ở trên, giống cái chai nước suốt cái đó, mình bỏ mình trồng cái rau ở trên, nằm trên thôi. Có thể thử nghiệm dưới đây nè, dưới đây để đọc từ dưới đây, nó chỉ cần dùng có 50 ml của nước gan thôi, chưa phải là gan, nước gan thôi, mà trong 24.000 lít nước để trồng rau đó, mà kết quả về nè, để Mary đọc sơ qua nha. Những cây xà lách trồng trong hệ thống nước plasma thì cấu trúc rễ của nó khác hơn, cấu trúc rễ này nè,
to khác hơn. Những cấu trúc rễ như thế này thì chúng tôi chỉ thấy trong những tháng khí hậu mát hơn trong năm thôi. À, điều này cho chúng tôi thấy rằng trường plasma đã khiến cho rau quả thích nghi tốt hơn với nhiệt độ nóng của nước và trong không khí. Lá xà lách mọc lớn hơn, dày hơn, nặng hơn. Nè, thấy đây nè. À, và kết quả là được nhiều thu hoạch hơn. Vào mùa hè nóng, chúng tôi có thể thu hoạch trong 4 tuần lễ thay vì phải từ 6 cho đến 7 tuần mới thu hoạch được. Wow. Rút ngắn gần được 1/3, gần được phân nửa. À, giữa trưa nóng thì xà lách thường là bị héo. Tuy nhiên những cây xà lách trồng trên hệ thống nước plasma thì không bị héo. Xà lách này đã có những biểu hiện mà chúng tôi xà lách này đã có những biểu hiện mà chúng tôi thông thường chỉ thấy vào mùa xuân và mùa thu, là lúc khí hậu mát hơn mới có thôi. Đó là lúc mà chúng tăng trưởng nhanh nhất. À, có nghĩa rằng là cái cây xà lách này nó to như vậy nè, đáng lẽ chỉ trong mùa xuân với mùa thu nó mới được to như vậy thôi, mà trong mùa hè nó lại to như vậy. Đó là một cái biểu hiện rất là lạ do nước plasma làm tăng trưởng vậy. À, chúng tôi chỉ pha có 50ml của nước gan vào trong 24.000 lít nước trồng rau. 50ml là bao nhiêu? À, một ống chích như vậy đó là khoảng cỡ chừng 10ml, là khoảng chừng 5 ống chích đó thôi, chắc cỡ chừng chai này thôi á. Anh Định. Chả là quá dư. Chai này hơn 50ml nữa hả? 50ml còn chưa được, có mấy ao thịt vậy? Ồ, vậy là chắc cỡ chừng 1/3 hay 1/4 của chai này thôi. Mà 24.000 lít nước là cũng giống như là những cái hệ thống mà hồ, giống như hồ cá nhỏ đi chẳng hạn, nhiều hồ cá mà cỡ 24.000 lít nước mà chỉ có một chút vậy thôi mà cái cây xà lách nó ra vậy. Đây là cái thí nghiệm rất là hay vào ngày 14 tới tháng 3 năm 2016 tiếp theo. Những cái này thí nghiệm thứ ba rồi, còn hai thí nghiệm trước nữa. Để chứng tỏ rằng con người mình có khả năng sản xuất ra rau cải nhiều hơn và tốt hơn cho sức khỏe. Mà điều quan trọng hơn nữa, như kỳ trước có một bạn đã nói là không phải mình thiếu đồ ăn, thức uống đâu. Mình có thể sản xuất ra nhiều rau cải, nhưng mà cái vấn đề là làm sao đem những cái rau cải này tới tay người tiêu thụ lên trên bàn ăn mà nó không có bị héo. Tại vì đa số những gì mình thu hoạch là nó héo, nó hư hết trên đoạn đường di chuyển, rồi phân phối, rồi gặp chợ nó lựa ra nữa, nó bỏ nữa. À, không biết 1/3 hay 1/4 những rau cải công phu người trồng rất là cực khổ. Chỉ có phần nửa, không biết được phần nửa hay là 1/4 đến được người tiêu thụ lên được trên bàn ăn mình mà thôi. Rồi bao nhiêu héo bỏ nữa, ăn không hết trong tủ lạnh nữa. Cho nên cái công nghệ plasma này, cái nước plasma này á, bảo quản được thực phẩm á, thì đỡ khổ nhiều công đoạn lắm. Oh, sorry. Rồi, quý vị có người nào có ý tưởng muốn nói thêm nữa không? Và cái file này đó, quý vị cũng có thể download đó, tải về từ trong Vietnamese Facebook của Vietnamese International. Nhất là cái link này, ai hiểu được chút địch tiếng Anh hoặc là không hiểu được tiếng Anh mà coi mấy cái hình không á, coi sơ sơ trước cũng được. Rồi những kỳ hội thảo tới đó, Mary sẽ cố gắng dịch, nếu mà dịch có thể dịch giấy được một vài thông tin, rồi dịch miệng thêm nữa, tại dịch giấy không có xuể, làm không có nổi vẫn cần thêm người giúp đỡ. Ok. Rồi, anh Quen nhìn thấy anh có điểm gì nữa hay không? Không có. Mình sẽ đi tiếp đi. À, vậy là mình có thể kết thúc được rồi đó anh Quen. Ok. Vậy để tuần sau mình mới cho coi cái video clip của... Từ rạp sắp tới mấy hội thảo sao là hấp dẫn hơn rồi, tại vì có cái lớp học về trồng vườn đó, trồng trọt của Úc đó,
mình có thể lấy thêm tài liệu đó, mình học hỏi thêm. Bây giờ mình học cá của người Úc, nhưng mà mấy mốt người Việt Nam mình có nhiều cái thí nghiệm, mấy mốt mấy nước kia cũng sẽ học cá qua cái lại giúp đỡ nhau. Nói cho vui vậy. Vậy thì mình không còn gì đó để nói hết, thì mình sẽ kết thúc buổi họp bữa nay, hội thảo bữa nay sẽ kết thúc từ bây giờ. Xin chào tất cả và chúc quý vị một tuần vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả. Bye bye. Bye. Bye bye.